Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 175. Ta không thể ở đây sao? Giang Hải, cao ốc thần y, trong phòng Tô Bối Bối, một vị khách không mời mà đến xuất hiện. Sau khi nhìn thấy người này, Tô Bối Bối buộc miệng hỏi, tại sao ngươi lại ở đây? Sau đó, nàng liền nhận được câu trả lời này. Triệu Vũ Cơ, ta không bị ngươi lừa nữa đâu. Tô Bối Bối khó chịu ngồi trên ghế salon, khoanh tay nói, lần trước ngươi gạt ta đi tu hành gì đó, kết quả ta lại đến tiểu tiên giới ngồi tù. Triệu Vũ Cơ mỉm cười nhìn Tô Bối Bối, hai chân bắt chéo, nét mặt hơi có chút trêu chọc, thế nào? Bạn đến mà ngay cả chén trà cũng không có sao? Không có, Tô Bối Bối chừng Triệu Vũ Cơ, đẩy bình nước đến trước mặt nàng, chỉ có nước sôi để nguội thôi, có thích uống thì uống. Triệu Vũ Cơ cũng không để ý, tự rót cho mình một ly nước sôi để nguội, ung dung nhấp từng ngụm. Nói đi, ngươi tìm ta có việc gì? Tô Bối Bối cảnh giác hỏi, ta bận lắm. Chuyện của công ty rất nhiều, không rảnh nói nhảm với ngươi đâu. Cùng lắm cho ngươi 10 phút thôi. Triệu Vũ Cơ mỉm cười nói, không phải có làm y nhân sao? Nàng ấy làm việc rất tốt mà. Trước kia, không phải ngươi thích giao công việc cho nàng ấy rồi bản thân ra ngoài du lịch à? Hừ, ngươi bớt làm bộ đi. Tô Bối Bối nhìn chằm chằm Triệu Vũ Cơ, ngươi đừng tính đổi sang hãm hại người khác nhé. Đúng rồi, ngươi tìm làm y nhân đi. Nàng ấy ở công ty cũng lâu rồi, vừa lúc thay đổi hoàn cảnh, đến tiểu tiên giới chơi một chuyến cũng tốt. Triệu Vũ Cơ chăm chú suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, làm y nhân không được đâu, cơ sở nàng ấy quá yếu. Vậy thì Thạch Thuần, cơ sở của Thuần nha đầu tốt hơn ta, ngươi tìm nàng ấy đi. Tô Bối Bối vì tránh họa, trực tiếp đẩy Thạch Thuần ra, tính tình nàng ấy thích bay nhảy, lại thích Hạ Thiên nữa, tuyệt đối sẽ rất vui khi đi theo ngươi. Thạch Thuần quả thật không tệ, nhưng Dạ Ngọc Mị đã đi tìm nàng ấy rồi. Triệu Vũ Cơ thản nhiên nói, ta đoạt không lại. Con người Tô Bối Bối đảo một vòng, lại nghĩ đến mấy nhân tuyển khác, thế thì Liễu Hàm. Nhà đầu này đoán chừng cũng khó mà thoát khỏi độc thủ của Hạ Thiên. Hoặc Vân Tiểu Đông cũng được, còn có Triệu Thanh Thanh. Nàng ấy là em họ của ngươi mà, có chuyện tốt, ngươi không thể không nghĩ đến nàng ấy. Thanh Thanh phải quản lý Thiên Đạo Tổ, không rảnh đâu. Triệu Vũ Cơ bác bỏ Triệu Thanh Thanh, dấu hiệu linh khí khôi phục càng lúc càng rõ ràng, dị trạng các nơi cũng liên tiếp phát sinh. Nàng ấy bận hơn so với ngươi nhiều. Ta thấy ngươi chú ý ta thì đúng hơn. Tô Bối Bối trừng mắt, tuy nhiên, ta không ngu gì đến tiểu tiên giới ngồi tù nữa đâu. Triệu Vũ Cơ nhấp một ngụm nước, nhẹ giọng nói, ngươi không cần đến tiểu tiên giới nữa. Không cần, mắt Tô Bối Bối sáng lên, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, thiếu chút nữa lại bị ngươi gạt nữa rồi. Đến tiểu tiên giới hay không, ngươi cũng sẽ tra tấn ta mà thôi. Tại sao ngươi lại nói là tra tấn chứ? Triệu Vũ Cơ cảm thấy buồn cười, hình như ngươi có thành kiến không nhỏ đối với tu hành thì phải. Chuyện này có lợi ích rất lớn đối với ngươi mà. Ánh mắt Tô Bối Bối ngưng lại, bớt nói nhảm đi. Giọng điệu này của ngươi và Hạ Thiên giống nhau cực kỳ, tuyệt không có ý tốt. Ha ha, xem ra ngươi bị Hạ Thiên lừa nhiều lần rồi nhỉ. Triệu Vũ Cơ thở dài, chậm rãi đứng lên, được rồi, nếu ngươi không muốn, ta cũng không ép ngươi. Triệu Vũ Cơ uống cạn ly nước, sau đó nói tiếp, ta đi đây, ngươi không cần tiễn đâu. Khoan đã, ngươi cứ như vậy mà đi sao? Tô Bối Bối thấy nàng dứt khoát như vậy, ngược lại có chút bất an, ngươi không phải dục cầm cố túng chứ? Yên tâm đi, ta dục cầm cố túng với ngươi có tác dụng gì chứ? Gương mặt xinh đẹp của Triệu Vũ Cơ lộ ra nụ cười nhạt nhẽo, ngươi hãy lo quản lý tập đoàn thần y cho tốt, đừng phân tâm. Ta đi đây. Tô Bối Bối đột nhiên có chút cảm giác bất an trong lòng, vậy ngươi định tìm ai thay thế ta? Tại sao lại phải thay thế? Triệu Vũ Cơ mỉm cười, vị trí kia là ta đặc biệt thiết kế cho ngươi, không ai có thể thay thế. Tuy nhiên, nếu ngươi không có suy nghĩ đó, ta sẽ thiết kế lại, xóa vị trí kia đi là được. Tô Bối Bối cảm thấy có chút áy náy, thiếu ta, hẳn không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với kế hoạch của các ngươi chứ. Triệu Vũ Cơ mỉm cười đáp, không sao, ta đi tìm Hạ Thiên, để hắn tự mình tọa trấn hoặc hắn tự chọn người. Khoan đã, bây giờ ngươi muốn đi tìm Hạ Thiên, Tô Bối Bối bỗng kéo lại Triệu Vũ Cơ, hắn nhất định sẽ đẩy ta ra đấy. Cái đầu lưu manh đó khó dây dưa lắm, nếu chẳng may hắn đẩy ta ra, không được,
ngươi không thể đi. Nếu ngươi không muốn tham gia, ta chỉ có thể tìm hắn nghĩ cách thôi. Gương mặt Triệu Vũ Cơ hiện lên biểu hiện ngưng trọng, kế hoạch kia cũng không thể dừng lại. Bằng không, chúng ta nhất định sẽ chết, đó cũng không phải nói đùa đâu. Tổ bối bối hiểu ra điều gì đó, bĩu môi, cái này còn không phải đang ép buộc ta sao? Triệu Vũ Cơ mỉm cười hỏi lại, vậy tại sao ngươi lại không đi? Được rồi, ta đi đây. Tổ bối bối thở dài, can hệ trọng đại, nàng đích thật không thể hoàn toàn không đếm xỉa đến, để ta bàn giao lại cho Lam Y Nhân đã. Không cần, Triệu Vũ Cơ nắm tay Tổ bối bối, cười nói, lần này ngươi không cần đi. Ngươi có thể tu luyện ở chỗ này. Ngươi khẳng định, Tổ bối bối có chút không tin tưởng cho lắm, không phải lại có xáo lộ gì khác đấy chứ. Triệu Vũ Cơ lấy một cái túi nhỏ đưa cho Tổ bối bối. Cái này là gì? Ánh mắt Tổ bối bối hiện lên vẻ nghi hoặc, tuy nhiên, nàng vẫn nhận lấy cái túi, sau đó mở ra xem, phát hiện bên trong có một cái bình sứ men xanh, một quyển sách nhỏ và một vài lá bùa. Trong bình là đan dược tăng khí mà ta và Dạ Ngọc Mị đã nhờ luyện dược sư tiểu tiên giới luyện ra. Một viên có thể giúp ngươi tăng ba cảnh giới nhỏ trong nháy mắt. Triệu Vũ Cơ lần lượt giới thiệu ba món đồ, bên trong quyển sách nhỏ là một môn công pháp tu luyện mà chúng ta đã căn cứ dựa trên công pháp sơ cấp của Tiên Vân Đại Lục nghiên cứu ra được, có thể tu luyện thành trong một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy tập trung tu luyện. Sau 3 tháng, nhất định sẽ phát huy được công dụng. Bùa là căn cứ vào truyền âm phù mà cải tạo thành, có thể trò chuyện bên trong bí cảnh, nơi tín hiệu bị cô lập. Tổ bối bối hỏi, sau 3 tháng, các ngươi đang chuẩn bị cho bí cảnh thiên cung sao? Đúng, Triệu Vũ Cơ gật đầu, ba đại bí cảnh cuối cùng có một tiên mộ, bên trong ẩn chứa sức mạnh rất đáng sợ, nhất định phải nằm trong tay chúng ta. Muốn đạt được mục đích này, một mình ông xã thôi thì không được. Chúng ta nhất định phải cùng nhau hành động. Hành động thì không thành vấn đề. Tổ bối bối nhịn không được cắt ngang lời Triệu Vũ Cơ, nhấn mạnh một câu, nhưng Hạ Thiên là chồng của các ngươi chứ không phải của ta. Triệu Vũ Cơ mập mờ nhìn Tổ bối bối, cũng không lên tiếng. Ánh mắt đó của ngươi là gì? Tổ bối bối bị ánh mắt này kích thích, lời nói càng che càng lộ, sự thật là như vậy mà. Ta vẫn là Hoàng Hoa Đại Khuê nữ, không phải nữ nhân của tên háo sắc lưu manh chết tiệt kia. Khi ngươi nói đến ông xã, ngươi đương nhiên phải loại ta ra ngoài. Triệu Vũ Cơ cười nói, ta đâu có nói cái gì, tại sao ngươi lại kích động như thế? Ta không có kích động. Tổ bối bối la lớn một câu, rất nhanh tỉnh hồn lại. Nàng quả thật có chút kích động rồi, ta không có kích động, cái này có gì mà phải kích động chứ? Kích động hay không là chuyện của ngươi. Triệu Vũ Cơ cũng không tiếp tục trêu chọc nữa, khoát tay nói, ta còn có chuyện khác cần làm, không nói chuyện với ngươi nữa. Mà này, ngươi cảm thấy ngươi thoát được bàn tay của hắn sao? Tổ bối bối không nhận ra ý trong lời nói của Triệu Vũ Cơ, chỉ phàn nàn nói, này, ta nói lần sau trước khi ngươi đến, ngươi có thể báo ta trước một tiếng hay không? Lần sau hãy nói, Triệu Vũ Cơ khẽ cười một tiếng, thân hình dần dần tiêu tán giống như mây khói, từ trong cửa sổ bay ra ngoài, rất nhanh biến mất không thấy đâu. Tổ bối bối thở dài, dựa lưng vào ghế salon. Bỗng nhiên ôm lấy gối dựa mà lăn lộn, a, cái đầu lưu manh, sắc lang chết tiệt, phiền chết đi được. Phù Lương, Tề gia. Bên trong phòng khách đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời mà đến, nhìn thân hình là biết không phải Lâm Phái Thu. Ngươi là ai? A Cửu chậm rãi bước đến trước mặt Tề Ngữ Thi, mắt lạnh nhìn người trong bóng tối, ngươi đến đây có mục đích gì? Bóng người kia chậm rãi từ trong bóng tối bước ra, là một nam nhân khoảng 20 tuổi. Lâm gia Lâm Tuấn Nghĩa, xin chào mấy vị trưởng bối. Nam nhân kia ngược lại rất lễ phép, khom người 90 độ, thái độ cũng rất hòa hoãn. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi đừng có lôi kéo làm quen. Nơi này chẳng có ai là trưởng bối của ngươi cả. Mặc dù chủ mạch hai nhà Lâm Tề không qua lại với nhau nhưng các chi mạch khác lại có thông hôn, nói đến cũng là thân thích. Lâm Tuấn Nghĩa nghiêm túc giải thích, ta là vãn bối Lâm gia. Tất nhiên phải thực hiện lễ vãn bối của mình với các ngươi chứ. A Cửu nói, được rồi, ngươi bớt nói lại dùm ta. Ngươi đến đây làm gì? Ta đến để truyền lời. Lâm Tuấn Nghĩa vẫn cung kính. Sau khi trả lời xong, hắn ta bổ sung thêm một câu, nãi nãi ta mạo phạm các vị, ta sẽ thay mặt bà ấy bồi thường cho mọi người. Dù sao,
tuổi tác bà ấy đã cao, chịu không nổi bị làm nhục. Cho nên, ta đã tự tiện làm chủ, bảo người đến đưa bà ấy về. Chuyện của Lâm Phái Thu về sau hãy nói. Tề Ngữ Thi lạnh giọng hỏi, người nói người đến để truyền lời, vậy truyền lời gì, truyền cho ai? Truyền lời của gia gia ta. Thái độ của Lâm Tuấn Nghĩa vẫn cung kính như cũ, hôm nay, gia gia bảo sẽ mở tiệc chiêu đãi các vị ở Hàn Nguyệt Lâu Lâm gia. Vì ân oán hai nhà Lâm Tề, vì Đông Nam Tiên Hội, cũng vì cách cục phù lương sau này ở tu tiên giới, xin các vị ngàn vạn nể mặt, đừng không biết điều là được. Ha ha, đủ khách sáo nhỉ. A Cửu cảm thấy hơi tức giận, vừa rồi ta còn thấy người khá lễ phép, bây giờ xem ra cũng chỉ là loại người tiểu lý tàng đao. Tề Ngữ Thi cũng nói, bữa tiệc đó cũng chẳng tốt lành gì, chúng ta không đi. Lâm Tuấn Nghĩa mỉm cười nói, đi hay không đi, mọi người tự quyết định, ta chỉ truyền lời mà thôi. Bây giờ ta đã nói xong, xin phép cáo từ. Khoan đã, ngươi cho rằng Tề gia là nơi nào vậy? Lông mày Tề Ngữ Thi nhướng lên, ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo, người Lâm gia các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Lâm Tuấn Nghĩa có chút ngoài ý muốn, vậy theo ý của Tề tiểu thư, ta nên làm như thế nào mới khiến ngươi hài lòng? Hỏi như vậy cũng chính là muốn nói cho Tề Ngữ Thi biết cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này mà lấy mạng người ta. Tuy nhiên, nếu không truy cứu, uy nghiêm của Tề gia sẽ không còn lại chút gì. Hạ Thiên thuận miệng nói, trực tiếp xử lý chứ sao? Ngươi đang nói đùa à? Lâm Tuấn Nghĩa vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt đã tràn đầy sát ý, chỉ là chút chuyện nhỏ đã muốn lấy mạng của ta. Tề gia không khỏi quá tự cao tự đại rồi. Xử lý ngươi chẳng liên quan gì đến Tề gia, Lâm gia cả. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, chỉ là ta nhìn ngươi khó chịu quá. Lâm Tuấn Nghĩa vẫn mỉm cười, nhưng trong nụ cười có mấy phần khinh thường, ngươi thì tính là cái gì chứ? Người của Tề gia còn chưa lên tiếng, một đứa cháu rể bên ngoài như ngươi có tư cách gì lên tiếng chứ? Ta muốn lên tiếng thì lên tiếng, chẳng cần bất cứ kẻ nào cho ta tư cách. Hạ Thiên khinh thường nhìn Lâm Tuấn Nghĩa, chỉ có loại người không có thực lực như ngươi mới cần người khác cho tư cách. Đúng là can đảm, Lâm Tuấn Nghĩa nghiêm mặt lại, Tề Ngữ Thi. Tề gia các ngươi chính là ngang tàng như vậy sao? Tề Ngữ Thi đáp trả lại một câu, đúng là buồn cười. Lâm Phái Thu lẻn vào Tề gia chúng ta, bị chúng ta bắt giữ, thái độ như vậy cũng là đương nhiên. Ngươi cũng như thế, có mặt mũi gì mà nói Tề gia ngang tàng? Ta chẳng qua chỉ đến truyền lời, các ngươi lại muốn giết ta, lại còn chưa đủ ngang tàng sao? Lâm Tuấn Nghĩa lạnh lùng đáp, chuyện của nãi nãi ta đã thay bà ấy tạ tội. Các ngươi còn muốn như thế nào? Xin lỗi, A Cửu bật cười, ngươi cảm thấy nói xong câu xin lỗi thì chuyện gì cũng chưa từng xảy ra sao? Lâm Tuấn Nghĩa đích thật không hiểu, quát hỏi, nếu không thì các ngươi còn muốn như thế nào? Tề gia các ngươi cũng chẳng có bất kỳ tổn thất nào cả, oan gia nên giải không nên kết. Các ngươi tốt nhất đừng phạm sai lầm. Chúng ta sai lầm. A Cửu cảm thấy logic của đối phương vô lý cực kỳ, trong đầu các ngươi rốt cuộc là cái gì vậy? Tự tiện xông vào nhà dân, dự định mưu sát, tùy ý ra vào, mở miệng đe dọa, những chuyện này, một câu xin lỗi không có thành ý thì có thể bỏ qua hết thảy sao? Ngươi không cảm thấy quá đáng à? Cái này có gì mà quá đáng chứ? Lâm Tuấn Nghĩa không hề cảm thấy nó có vấn đề gì, ta không rảnh dây dưa mấy chuyện lông gà vỏ tỏi với các ngươi. Hừ, hẹn gặp lại. Nói xong, Lâm Tuấn Nghĩa phất tay bỏ đi. Ngươi không cần đi đâu. Tề Ngữ Thi tiến lên cản lại đường đi của Lâm Tuấn Nghĩa, đêm nay, để ra ra nãi nãi của ngươi đến đón ngươi về. Lâm Tuấn Nghĩa nhìn thoáng qua Tề Ngữ Thi, khí thế phóng ra, ngươi dám cản đường ta. Ngươi cản được sao? Bành! Không đợi Tề Ngữ Thi nói gì, hắn ta đã trực tiếp đá chân thẳng vào ngực của nàng, nhưng lại đụng phải một cái chân khác. Trong đôi mắt đẹp của A Cửu hiện lên lửa giận, ngươi còn dám ra tay. Ngươi đúng là tìm đánh mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hừ, nữ nhân, bản lãnh của ngươi lớn bao nhiêu chứ? Lâm Tuấn Nghĩa lạnh lùng nhìn A Cửu, nghe nói, bây giờ ngươi là gia chủ Tề gia, quả nhiên gia tộc xuống dốc không bằng chó, để một nữ nhân làm đương gia. Đúng là buồn cười. A Cửu thản nhiên nói, đợi lát nữa. Ngươi sẽ không còn cười được nữa. Được, vậy để ta thử một chút phân lượng của gia chủ Tề gia. Lâm Tuấn Nghĩa cũng không nói thêm câu nào,
chộp vào vào trước ngực A Cửu, cũng không kiêng kỵ nam nữ, vừa ra tay đã nhằm vào bộ vị nhạy cảm. A Cửu biến sắc, nhận ra ác ý của đối phương và một ý cười được che giấu rất sâu. Bành! Gương mặt của Lâm Tuấn Nghĩa chỉ toàn là vẻ đắc ý. Hắn ta biết bất kỳ nữ nhân nào cũng đều có sự lo lắng giống nhau. Chỉ cần công kích vào những bộ vị nhạy cảm, bọn họ sẽ bối rối, tay chân luống cuống, sẽ những suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu đến đoạn này rồi đứt mất. Khi bình tĩnh lại, người đã ở bên ngoài tổ trạch Tề gia. Chuyện gì xảy ra thế? Gương mặt Lâm Tuấn Nghĩa chỉ toàn là sự mờ mịt, hoàn toàn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng hắn ta đang chiếm thượng phong, tại sao trong nháy mắt đã thay đổi? Không đợi hắn ta suy nghĩ rõ ràng, tim bỗng tê dần, há miệng phun ra một ngụm máu, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Trong lúc ý thức mơ hồ, hắn ta nghe được mấy câu nói. Đầu tiên là giọng của A Cửu, này, đồ lưu manh, tại sao ngươi lại ra tay chứ? Tiếp theo lại có một âm thanh lười biếng trả lời, ta đã nói rồi, cứ trực tiếp xử lý tên ngốc đó là được. Không phải vấn đề này. A Cửu còn nói thêm, ta hỏi tại sao ngươi lại ra tay. Thế nàng nói sao? Rất nhanh, hắn ta không còn nghe thấy gì nữa. Ban đêm, trăng thanh gió mát. Hạ Thiên và A Cửu đến Hàn Nguyệt lâu Lâm gia. Về phần Tề Ngữ Thi và Bạch Tiêm Tiêm, hai người ở lại Tề gia, tránh cho Lâm gia thực hiện kế sách điệu hổ ly sơn. Đây là một khách sạn hiện đại xây bên cạnh bờ sông, cao 9 tầng, phong cách lịch sự, tao nhã, giá cả cũng không thấp. Những năm gần đây, nơi đây dần trở thành địa điểm check-in của một số nhân vật nổi tiếng trên mạng, chỉ cần chụp ảnh trong tòa nhà là ngươi có thể nhận được hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn lượt thích. Chỉ là lầu 9 vẫn luôn khóa lại, không mở cửa buôn bán bên ngoài. Hôm nay, có người đãi tiệc ở lầu 9 chiêu đãi khách quý. Khi Hạ Thiên và A Cửu đến, nơi đó đã có người chờ sẵn. Bên trong có một cái bàn tròn, trên bàn bày biện rất nhiều trái cây. Bên cạnh còn có một phòng trà nho nhỏ, có ba người đang ngồi uống trà ôn chuyện, bầu không khí khá hòa hợp. Bốn người này nhìn có vẻ rất đặc biệt, khiến người ta nhìn một cái cũng khó mà quên. Trong đó có một lão giả, quần áo khá thời trang, có chút cảm giác hơi hướng đại gia thời thượng. Bên trái là một nam nhân lưng hùm vai gấu, cơ thể hơi cong lại, có vẻ là người rất cẩn thận. Bên phải là một nam nhân vừa gầy vừa lùn, nhưng lại rất đại mã kim đao, thái độ hơi phách lối, đêm hôm khuya khoắt còn đeo kính râm. Người còn lại là một nữ nhân mặc áo xanh váy trắng, đeo mặt nạ, da vẻ rất thần bí. Hạ tiên sinh, từ tiểu thư, hai vị đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, mong hai vị thông cảm. Nhìn thấy Hạ Thiên và A Cửu bước vào, lão giả tinh thần quắc thước lập tức đứng dậy, chắp tay với Hạ Thiên và A Cửu, lão hủ Tống Vận Kỳ hữu lễ. Ngươi chính là gia gia của Lâm Tuấn Nghĩa, A Cửu có chút ngoài ý muốn. Tống Vận Kỳ gật đầu, không sai, lão hủ là gia gia của Lâm Tuấn Nghĩa. Lâm Phái là vợ của ta. Vậy tại sao ngươi lại họ Tống? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Nữ nhân váy trắng dường như có chút bất mãn, đây là đạo làm khách của các ngươi à? Các ngươi dám ăn nói lỗ mãng với Tống lão gia tử. Các ngươi mau cút ra ngoài cho ta. Đầu óc ngươi có bệnh đúng không? Hạ Thiên khó chịu lườm nữ nhân kia, hay là ngươi muốn ăn đòn? Nữ nhân váy trắng hừ lạnh, quả nhiên thái độ trước sau vẫn khó coi như vậy. A Cửu nghe xong, không khỏi nhướng mày, ý vị thâm trường nhìn Hạ Thiên, nữ nhân kia quen ngươi. Ngươi lại gây ra phong lưu gì thế? Ta chẳng quen biết ả ngớ ngẩn này. Hạ Thiên lắc đầu. Nữ nhân váy trắng đứng phắt dậy, chỉ tay vào Hạ Thiên, tức giận nói, ngươi mắng ai ngớ ngẩn vậy? Ngươi đừng tưởng rằng ta không nghe được nhé. Nam nhân lùn đeo kính râm mỉm cười nói, ha ha, tên nhóc này xác thực rất cuồng. Rất tốt, sẽ không quá nhàm chán đâu. Khoan đã, khoan đã. Các vị nể tình lão hủ, đừng vừa gặp nhau đã tổn thương hòa khí. Tống Vận Kỳ tiến lên hòa giải, mỉm cười giải thích, thật ra cũng không có gì mạo phạm cả. Lão hủ là con rể của Lâm gia, vừa đến đã là mấy chục năm, không có gì để nói cả. A Cửu hiểu ra, chợt lẩm bẩm, khó trách Lâm Tuấn Nghĩa lại gọi Lâm Phái Thu là nãi nãi, ta còn tưởng rằng bà ấy kết hôn với một người họ Lâm nữa chứ. Đến đời Phái Thu thì nam đinh đoạn tuyệt, tất nhiên chỉ có thể bắt rể mà thôi.
Tống Vận Kỳ hoàn toàn không để ý đến xuất thân của mình, cười ha hả nói, từ nhỏ ta đã một thân một mình, có thể ở Dễ Lâm gia đã là may mắn của ta rồi. A Cửu hỏi, người đãi tiệc mời chúng ta đến là muốn làm gì? Cái này không vội, Tống Vận Kỳ khoát tay, cũng không trả lời câu hỏi của A Cửu, cất cao giọng nói, khách đã đến rồi, tại sao còn không mang đồ ăn lên? Hạ Thiên ngược lại không quan trọng, A Cửu thì muốn xem người này rốt cuộc muốn làm gì. Hai người xa lạ kia cũng không rõ lai lịch ra sao. Mời ngồi, tất cả mọi người cùng nhau ngồi đi. Tống Vận Kỳ lại nói với hai nam một nữ kia, sau đó tự mình chọn lấy một vị trí ngồi xuống. Không bao lâu sau, chỉ thấy Lâm Tuấn Nghĩa dẫn theo mấy nhân viên phục vụ mang theo thức ăn chậm rãi đặt lên trên bàn. Thức ăn đã mang lên xong. Một lát sau, Lâm Tuấn Nghĩa cười nói, ra ra, còn có mấy vị khách quý, mời mọi người nâng đũa. Tuấn Nhi, con ra ngoài cửa canh chừng, đừng để cho bất kỳ ai đến quấy rầy. Tống Vận Kỳ dặn dò Lâm Tuấn Nghĩa, nhất là bà con đấy, tuyệt đối không để bà ấy đến gây chuyện. Lâm Tuấn Nghĩa lập tức đáp lại, nãi nãi vừa đi ngủ, chắc không đến đây đâu. Được, Tống Vận Kỳ gật đầu, phất tay ra hiệu Lâm Tuấn Nghĩa lui xuống. Tống Lão Tiên Sinh, ngươi không có ý định giới thiệu những người này sao? A Cửu vẫn luôn nhìn chằm chằm ba người đối diện, không khỏi lên tiếng hỏi. Nữ nhân váy trắng thản nhiên nói, ta biết các ngươi là ai, không cần giới thiệu. Nhưng ta không biết ngươi là ai. A Cửu thản nhiên nói, tuy nói chúng ta chỉ đến dự tiệc nhưng nếu ngay cả người dự tiệc cùng cũng không biết, bữa tiệc này ăn không khỏi quá hồ đồ rồi. Được, vậy để ta giới thiệu mọi người với nhau một chút. Tống Vận Kỳ nghe xong, lập tức đưa tay chỉ về phía Hạ Thiên và A Cửu. Hai vị này, một vị là Hạ Thiên Hạ Thần Y đến từ tập đoàn Thần Y Giang Hải. Người còn lại là trợ thủ của nữ Thần Y Y Tiểu Âm A Cửu Cô Nương. Bây giờ, A Cửu Cô Nương đang là gia chủ đương nhiên của Tề gia từ Tú Nhi từ Tiểu Thư. Biểu hiện ba người đối diện cũng không có gì thay đổi quá lớn, hiển nhiên đã biết thân phận của Hạ Thiên và A Cửu. Ba người này, Tống Vận Kỳ đang định há miệng giới thiệu, nữ nhân váy trắng đã ngắt lời ông. Nhìn chằm chằm Hạ Thiên, Hạ Thiên, ngươi thật sự không nhớ rõ ta là ai sao? Hạ Thiên uể oải nói, không phải không nhớ mà là không biết. Chúng ta vừa mới gặp nhau cách đây không lâu, nữ nhân váy trắng nghiến răng, bên trong bí cảnh quy khư, ngươi nhất định còn nhớ rất rõ, ngươi đừng nên giả ngu. Hạ Thiên vẫn hờ hững như cũ, từ trước đến nay, ta hoàn toàn không có ấn tượng với những tên ngớ ngẩn, cũng sẽ không nhớ kỹ. Ta là Lâm Lục Chi. Nữ nhân váy trắng vỗ bàn một cái, chỉ vào Hạ Thiên, lúc đó, bên cạnh ngươi là một nữ nhân khác. Các ngươi cùng nhau giúp đỡ các đạo sĩ lừa di vật của cha ta. Bây giờ ngươi giả khờ không nhớ rõ. À, có chút ấn tượng. Hạ Thiên quả nhiên nhớ lại, ngươi chính là nữ nhân muốn trộm đồ của tiểu muội chân dài. Ngươi không chết đúng là kỳ tích. Nữ nhân váy trắng lạnh giọng mắng, cái gì gọi là trộm? Lưu Vân Thiết nhận vốn là của cha ta. Là các đạo sĩ trộm đi thì có. Mấy chuyện cũ xưa của các ngươi, ta chẳng có hứng thú muốn biết. Hạ Thiên hơi khó chịu nói. A Cửu đã từng nghe Ninh Nhụy Nhụy nhắc qua chuyện này, việc này ta đã nghe Nhụy Nhụy nói qua, các ngươi không có bản lãnh đoạt lại từ trong tay các đạo sĩ, ngược lại dám lấy từ trong tay chúng ta, các ngươi cảm thấy chúng ta dễ khi dễ hơn so với các đạo sĩ à? Nữ nhân váy trắng im lặng, một lúc sau mới ngồi xuống. Ý vị thâm trường nói, bởi vì các ngươi là người tốt. Là ngươi cảm thấy chúng ta là người tốt, cho nên mới khi dễ chúng ta đúng không? A Cửu nhìn thấy loại người này quá nhiều, liền châm chọc, nói cho cùng, chính ngươi cũng quá mềm yếu. Cứ cho đồ là của các ngươi đi, nhưng nó đã không còn thuộc về các ngươi, tốt nhất ngươi đừng nhung nhớ nữa. Hừ, nữ nhân váy trắng cũng biết đạo lý này nhưng trong lòng lại không chịu phục. Tống Vận Kỳ sợ Hạ Thiên và A Cửu hiểu lầm, vội giải thích, ha ha, Bắc Lâm nhất mạch tuy có cùng nguồn gốc với Lâm Thị Phù Lương chúng ta, nhưng cũng chia nhà 300-400 năm nay rồi. Tống Vận Kỳ, ngươi nói như vậy là có ý gì? Nữ nhân váy trắng hơi bất mãn, không phải ngươi sợ bọn họ trả thù ta, từ đó liên lụy các ngươi hay sao? Đúng vậy, Tống Vận Kỳ trực tiếp thừa nhận, ta từ một vị lão hữu biết được sự lợi hại của Hạ Thiên Hạ Tiên Sinh. Ông ấy khuyên ta không nên có xung đột với Hạ Tiên Sinh. Nếu không, Lâm gia tất có tai họa ngập đầu. Bây giờ Lâm gia thế nhỏ,
không chịu nổi giày vò đâu. Nữ nhân váy trắng đang định phản bác, nhưng nghĩ lại sự lợi hại của Hạ Thiên, cảm thấy Tống Vận Kỳ nói như vậy cũng không sai. Thôi đi, chỉ là một thầy lang có chút y thuật thôi mà. Nam nhân đeo kính râm lại càng thêm khinh thường, chỉ vào Hạ Thiên, tiểu tử, ngươi dám so y thuật với ta không? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ngươi là hầu tử từ đâu đến vậy? Ngươi mới là hầu tử đấy. Nam nhân đeo kính râm khó chịu mắng, lão tử ta là Lăng Thiên Phong Thái Sơn Phái. Ta đã sớm nghe người ta nói nhị đệ của ta Lăng Thiên Sơn chết trong tay ngươi, rốt cuộc có phải như vậy hay không? Hạ Thiên nhếch miệng, cái gì là Thiên Sơn Vạn Sơn, ta chưa từng nghe nói qua. Hừ, ngươi đừng giả bộ nữa. Lăng Thiên Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, cách đây không lâu, nhị đệ của ta được mời đến tham gia đại hội thí luyện tiểu tiên giới, kết quả từ đó không nhận được tin tức nữa. Về sau, chúng ta tìm người Tần gia nghe ngóng được, hắn ta đã chết từ sớm trên tuyết sơn. Nhị đệ ta vô địch thiên hạ, người có thể giết được hắn ta không có mấy ai. Hơn phân nửa là do ngươi làm. Hạ Thiên cười nói, thôi đừng chém gió nữa. Tên ngốc đó vô địch thiên hạ, làm sao bị người ta giết chết chứ? Rốt cuộc có phải ngươi làm hay không? Lăng Thiên Phong nổi giận, nếu ngươi không cho ta câu trả lời, hôm nay ta sẽ báo thù cho nhị đệ của ta. Hạ Thiên khinh thường nói, tên ngớ ngẩn đó còn chưa xứng để ta ra tay đâu. Vậy thì ai giết? Lăng Thiên Phong vẫn không tin. Hạ Thiên trả lời một cách dứt khoát, hắn ta do ai giết, liên quan gì đến ta? Lúc này, A Cửu lên tiếng điểm ra chỗ sơ hở bên trong, ngươi tìm người Tần gia nghe ngóng, chẳng lẽ người của Tần gia không nói cho ngươi biết hung thủ là ai sao? Hừ, có nói, nhưng ta không tin. Lăng Thiên Phong hừ lạnh một tiếng, rất không tình nguyện, Thái Sơn Phái chúng ta và Thiên Sơn Phái từ trước đến nay giao tình rất tốt. Tại sao đệ tử Thiên Sơn Phái lại ra tay với nhị đệ của ta được? Ha ha, thì ra là bị bệnh còi xương. A Cửu khinh thường nói, bởi vì Thiên Sơn Phái thế lớn, các ngươi không dám đắc tội, cho nên ngươi muốn đẩy trách nhiệm lên đầu Hạ Thiên. Lăng Thiên Phong đúng là có suy nghĩ như vậy, nhưng bị A Cửu vạch trần trước mặt mọi người, có chút mất mặt, hừ, ngươi là nữ nhân của hắn, tất nhiên phải giúp hắn nói chuyện rồi. Ngươi không có mặt ở đó. Ai có thể cam đoan không phải hắn giết? Không cần có mặt, ta tin tưởng Hạ Thiên. A Cửu mỉm cười, giọng điệu lạnh nhạt, nếu hắn giết, hắn không cần thiết phải phủ nhận. Chỉ là một tên ngu ngốc thôi mà, giết thì đã giết, có cái gì mà không thể nói. Hạ Thiên cười một tiếng, Cửu nha đầu, nàng nói không tệ lắm, ta muốn thưởng cho nàng. Ngồi im đó, không được lộn xộn. A Cửu thấy Hạ Thiên chu mỏ ngày càng gần. Tức giận nhéo Hạ Thiên một cái, ngươi an phận lại cho ta. Các ngươi, Lăng Thiên Phong tức đến mức nghiến răng. Được rồi, mọi người bớt giận, trước dùng bữa đã, nếu không món ăn sẽ lạnh mất. Tống Vận Kỳ vốn muốn tìm mấy người có chút liên quan với Hạ Thiên và A Cửu, như vậy bữa tiệc sẽ không quá nhàm chán. Ai biết được toàn là người có thù, đúng là ông đã tính sai rồi. Lúc này, nam nhân thân hình cao lớn ít nói bỗng nhiên đứng dậy. Chẳng lẽ ngươi cũng có thù với Hạ Thiên? Tống Vận Kỳ giật mình, hoảng sợ hỏi. Nam nhân cao lớn kia cũng không trả lời, chỉ yên lặng nhìn Hạ Thiên, một lúc lâu sau mới hỏi, ngươi có phải là tân hội trưởng của Thiên Nhân Hội hay không? Ta không phải, hội trưởng là ai, tiểu muội chân dài à? Được rồi, ai cũng được. Hạ Thiên suy nghĩ một chút cũng không nhớ ra nổi tên của Diệp Vô Minh. Nam nhân cao lớn lại hỏi, Diệp lão đâu? Ta không biết, Hạ Thiên lười biếng đáp, ta đâm cho ông ta một châm, sau đó để ông ta tự sinh tự diệt. Phản đồ Thiên Nhân Hội ma cao nhân xin ra mặt hội trưởng. Nam nhân cao lớn sửng sốt vài giây, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Hạ Thiên, ta là cô nhi do Diệp lão thu dưỡng, về sau không chịu được sự khổ cực của người chết sống lại, mưu phản Thiên Nhân Hội, quay sang bái sái độc tông. Hiện tại, Thiên Nhân Hội đã xoay chuyển trời đất, không biết ta còn có cơ hội hay không. Hạ Thiên nói, ngươi muốn ta trị bệnh không công cho ngươi à? Ma cao nhân ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ đến tâm tư của mình lại bị người ta nhìn ra như thế. Hạ hội trưởng nói đùa, ta thật lòng muốn quay về hội, cũng không có ý khác. Ma cao nhân cười khẽ, ý đồ che giấu sự bối rối của mình. Trên thực tế, hắn ta nghe bạn bè trong hội nói qua, Hạ Thiên đã giúp Diệp lão giải quyết bệnh tật,
còn để lại phương thuốc có thể giúp bọn họ làm dịu di chứng người chết sống lại. Cho nên, hắn ta mới thử thăm dò, quả nhiên không có tác dụng. Ta cũng chẳng hứng thú nói đùa với mấy tên ngớ ngẩn. Hạ Thiên lười biếng đáp. Lúc này, A Cửu nhìn Tống Vận Kỳ, Tống lão tiên sinh, bây giờ người cũng đã làm quen xong, người có thể nói thẳng người muốn làm cái gì. Món ăn này, Tống Vận Kỳ chỉ món ăn trên bàn. Không phải đã nói rồi sao, nói rõ trước, đến lúc đó chúng ta mới có thể thư thái ăn cơm, không phải sao. A Cửu đoán được Tống Vận Kỳ muốn lảng sang chuyện khác, trực tiếp ngắt lời, bằng không, ăn cũng không có ý nghĩa gì. Tống Vận Kỳ không khỏi ngẩn ra, mắt liếc nhìn Lâm Lục Chi. A Cửu đột nhiên hiểu ra, chủ nhân bữa tiệc tối này chính là nữ nhân váy trắng áo xanh. Hạ Thiên cười nói, Cửu nha đầu, nàng không cần vội vã như vậy. Nên ăn cơm thì cứ ăn cơm, nên dùng bữa thì cứ dùng bữa. Nếu bọn họ đã không muốn nói, không phải rất tốt sao, không cần thiết phải nói nữa. Cũng đúng, A Cửu mỉm cười, nàng quả thật đã hơi vội vàng rồi, ngược lại rơi xuống hạ phong, dễ bị người khác nắm đầu, chỉ bằng cứ thuận theo tự nhiên, bọn họ thích nói thì nói, vậy chúng ta bắt đầu ăn đi. Ăn xong thì về nhà ngủ. Quả nhiên, A Cửu nói như thế, ba người khác liền nhìn nhau, biểu hiện không khỏi có chút nôn nóng. Cửu nha đầu, nàng nếm thử món này nhé. Không ăn. Vậy thì cái này. Không ăn, ta ăn món nào sẽ tự gắp. Hai người Hạ Thiên và A Cửu chẳng coi ai ra gì, bắt đầu ăn, hoàn toàn không nhìn thấy ba người kia. Hương vị của mấy món này không tệ. A Cửu tươi cười nói, đầu bếp chắc cũng thuộc hàng đỉnh cấp, tay nghề xem như không tệ. Tống Vận Kỳ xấu hổ cười một tiếng, dĩ nhiên rồi. Ta phải bỏ ra giá cao mới mời được vị đầu bếp này, có kinh nghiệm hơn 40 năm, nấu món gì cũng đạt đến lô hỏa thuần thanh. Nếu Cửu cô nương thích, ta có thể để. Được rồi, tùy tiện khách sáo một chút là được. A Cửu từ chối, tại sao mọi người lại không ăn? Lâm Lục Chi hoàn toàn không có chút khẩu vị. Nàng ta cũng chẳng phải đến đây để dùng cơm. Nghe xong. Nàng ta không nhịn được nói, các ngươi không cần giả ngu nữa. Mời các ngươi đến dự tiệc thật ra là chủ ý của ta. Ta có việc muốn nhờ Hạ Thiên, còn có. Món này cũng không tệ, ngươi thử một chút đi. A Cửu gắp một món cho Hạ Thiên. Hương vị gì chứ, thật ra không quan trọng. Hạ Thiên nói. A Cửu nhìn Hạ Thiên há miệng, không khỏi lườm hắn một cái, còn muốn ta đút tận miệng sao? Lâm Lục Chi. Đủ rồi. Lăng Thiên Phong không chịu nổi, một tay đặt lên bàn, nếu các ngươi thích ăn như vậy, ta không cho các ngươi ăn nữa. Nói xong, tay hắn ta dùng lực, định hất bàn lên. Nhưng cái bàn không hề động đậy. Sao, gương mặt Lăng Thiên Phong hiện lên sự kinh ngạc, lập tức dùng hai tay, một lần nữa dùng sức, nhưng vẫn không đẩy được cái bàn mảy may. Đừng uổng phí sức lực. Hạ Thiên lười biếng nói, chút khí lực đó của ngươi nên giữ lại về nhà móc cứt mũi ăn đi. A Cửu đánh Hạ Thiên một cái, khi ăn đừng nói chuyện ác như vậy. Hạ Thiên hơi nghi hoặc một chút, Cửu nha đầu, ta không có nói nàng, ta nói tên ngơ ngẩn kia mà. Ai cũng đừng nói, A Cửu trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó gác đũa, bị ngươi nói như vậy, ta ăn không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Hạ Thiên nói, vậy chúng ta không ăn nữa, quay về thôi. Đi, A Cửu gật đầu, chậm rãi đứng dậy nói với Tống Vận Kỳ, nhận được sự khoản đãi của Tống lão tiên sinh, chúng ta vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, trời cũng đã tối rồi, chúng ta không tiện quấy rầy. Cáo từ. Nói xong, nàng đưa mắt nhìn Hạ Thiên, hai người xoay người bước ra cửa. Khoan đã, Lâm Lục Chi gấp lên, hô lớn với Hạ Thiên, các ngươi không thể đi được, chuyện còn chưa nói xong mà. Chuyện gì? A Cửu làm bộ hồ đồ, biểu hiện mờ mịt, chúng ta đến ăn bữa cơm tối. Bây giờ đã ăn xong, cũng đã tận hứng, đương nhiên phải rời đi rồi, cũng không thể qua đêm ở đây được. Tống Vận Kỳ cười ha hả, hai vị muốn qua đêm cũng được. Dưới lầu có phòng xa hoa lắm, tùy hai vị muốn ở phòng nào thì ở. Được rồi, A Cửu khoát tay, ta không quen ở chỗ lạ, ở nhà của mình vẫn dễ chịu hơn. Hừ, nói dễ nghe quá. Lăng Thiên Phong không nhịn được châm chọc, tiểu nha đầu, người đến Tề gia được bao nhiêu ngày. Nhanh như vậy đã xem thành chỗ của mình, người đúng là không ngại mất mặt. A Cửu lười tranh cãi với những người này, nói chuyện tốt nhất nên chú ý trường hợp và đối tượng,
đừng tự tìm phiền phức cho mình. Ta đã nói rồi, tiện nha đầu ngươi, phốc, lời còn chưa nói hết, thân ảnh A Cửu đã xuất hiện trước người Lăng Thiên Phong. Khi hắn ta còn chưa kịp phản ứng, hắn ta đã bị đá một cước vào miệng. Răng trong miệng Lăng Thiên Phong nhanh chóng bị gãy, người cũng đụng vào vách tường, ngã xuống dưới lầu, không rõ sống chết. Ngươi, Lâm Lục Chi không nghĩ đến A Cửu lại dám ra tay, nhất thời kinh ngạc không thôi. A Cửu thản nhiên nói, ta không phải thứ đồ hèn nhát mà là nói được làm được. Nếu ngươi muốn mời chúng ta làm việc, ngươi nên bỏ lòng kiêu ngạo của mình xuống, xuất ra thành ý. Nếu muốn sử dụng thủ đoạn người khác không nhận ra, ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Cửu nha đầu, đừng nói nhiều với bọn họ nữa. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nếu ngu ngốc mà nghe hiểu tiếng người, vậy thì không còn là ngu ngốc nữa. Lâm Lục Chi tức đến toàn thân phát run nhưng cuối cùng lại không dám nói câu nào. Hạ Thiên và A Cửu rất nhanh rời đi. Một lát sau, thức ăn trên bàn đều nguội hết. Tống Vận Kỳ lúng túng nói, nếu không, ta gọi nhà bếp hâm nóng thức ăn lại. Không cần đâu, người muốn ăn thì tự mình ăn đi. Lâm Lục Chi nộ khí chưa tiêu, nói một câu thì bỏ đi ngay. Tống Vận Kỳ càng thêm lúng túng, ánh mắt nhìn nam nhân cao lớn kia. Ma cao nhân ngồi xuống, oang oang nói, nhiều món ăn như vậy, không ăn thì lãng phí. Các huynh đệ, khai tiệc. Ồ, Ma tiên sinh còn mang theo bằng hữu sao? Tống Vận Kỳ đầu tiên sững sờ, sau đó vui mừng nói, vậy thì tốt quá, người mau gọi huynh đệ của mình đến ăn đi. Ma cao nhân không nói gì, tiện tay cua một bàn thức ăn vào trong miệng mình, ngay cả đĩa cũng nhai nát. Không bao lâu sau, Tống Vận Kỳ nghe được âm thanh sột soạt. Khi nhìn thấy một số bóng người, da đầu của ông không khỏi tê dại. Chỉ thấy trên mặt đất, trần nhà, hốc tường đều xuất hiện rắn rết, bọ cạp, kiến rất nhanh bò lên trên bàn, thức ăn trong chén dĩa trong chớp mắt đều biến mất không thấy. Tống Vận Kỳ bị dọa đến một hành động nhỏ cũng không dám, sợ đám tiểu khả ái đó cũng ăn luôn ông. Nhận được chiêu đãi, ma mỗ vô cùng cảm kích, ma cao nhân ăn xong, chắp tay với Tống Vận Kỳ. Sau đó nói, ta muốn thuận tiện hỏi một chút, Tề gia nằm ở hướng nào? Ma tiên sinh, người hỏi cái này để làm gì? Tống Vận Kỳ mơ hồ đoán được suy nghĩ của ma cao nhân nhưng lại không dám xác định. Ma cao nhân cười hắc hắc, dùng tay lau khóe miệng, tiếp theo chùi vào áo Tống Vận Kỳ, người đừng nghĩ nhiều, ta chỉ muốn tâm sự với Hạ Thiên. Mặc dù hắn không thừa nhận thân phận thành viên thiên nhân hội của ta, nhưng ta cũng phải nhận hội trưởng hắn chứ. Tề gia nằm cách đây 3 cây số, trên hồ sơn. Tống Vận Kỳ đưa tay chỉ về một hướng. Ma cao nhân hài lòng mỉm cười, việc này đừng nói cho Lâm tiểu thư biết, biết không? Biết, lão hủ tuyệt không lắm miệng. Tống Vận Kỳ gật đầu, ông ta vốn không muốn lẫn vào bất kỳ ân oán gì. Nếu không phải vợ ông không có lý do chạy đến Tề gia gây chuyện, lại có Lâm Lục Chi tìm đến cửa, ông ngay cả bữa cơm này cũng chẳng muốn tổ chức. Rất tốt, ma cao nhân gật đầu, tiện tay vẫy lùi đám tiểu khả ái đang gặm thức ăn trên bàn, còn mình thì bay lên không, nhảy qua từ cửa sổ. Dưới lầu, Lăng Thiên Phong đang chờ ở một góc khác. Răng của ngươi sao rồi? Ma cao nhân vui vẻ nhìn sang. Không sao, đã thay cái khác rồi. Lăng Thiên Phong nhếch miệng cười, trong miệng toàn là màu vàng, bà nương Lâm Lục Chi đâu? Đi, khóe miệng ma cao nhân nhếch lên. Có chút khinh thường nói, quả nhiên chẳng được việc gì cả, vẫn phải do chúng ta xuất mã. Lăng Thiên Phong cũng khịt mũi coi thường Lâm Lục Chi, bà nương kia nói thì lợi hại lắm, kết quả ngay trước mặt Hạ Thiên giám cũng không dám thả. Con mẹ nó, đúng là lãng phí thời gian. Người cảm giác thân thủ của cửu cô nương như thế nào? Ma cao nhân cười hỏi, vừa rồi ngươi ăn một cước của nàng ta đấy. Có chút khí lực nhưng không đáng để lo. Lăng Thiên Phong lắc đầu. Nàng ta không học qua thối pháp chính tông, có cách để đối phó. Nói xong, ma cao nhân nói, thế Hạ Thiên thì sao? Người có mò ra được ngọn nguồn của hắn không? Hừ, nói là thần y, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Gương mặt ma cao nhân hiện lên sự khinh thường, ta đã sớm hạ vạn độc thực tâm của sái độc tông trong thức ăn, bọn họ không hề phát hiện, có thể thấy y thuật hơn phân nửa là thổi phồng. Lăng Thiên Phong cảm thấy yên tâm hơn một chút, vậy thì tốt rồi. Tuy nhiên, võ công của hắn cũng không thể xem thường, người bại trên tay hắn cũng không ít. Yên tâm đi, ta đã có sắp xếp,
Ma cao nhân khoát tay, có người sẽ giúp chúng ta chế ngự Hạ Thiên. Mục đích của chúng ta rất đơn giản, bắt bọn họ, sau đó kéo thế lực sau lưng bọn họ ra, một mẻ hối gọn. Đúng, bí cảnh Thiên Cung sắp mở ra, nhất định phải sử dụng thủ đoạn độc ác mới được. Lăng Thiên Phong vô cùng tán đồng, thế lực Hạ Thiên không thể khinh thường. Bọn họ nhất định không phải một mình. Ma cao nhân nhếch miệng, mỉm cười nói, cho nên, biện pháp tốt nhất chính là diệt bọn họ. Một âm thanh bỗng nhiên vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện. Các ngươi muốn tiêu diệt ai? Ngươi, tại sao các ngươi vẫn còn ở đây? Ma cao nhân quay đầu nhìn lại, đột nhiên phát hiện Hạ Thiên và A Cửu đang đứng sau lưng bọn họ, còn tươi cười nhìn hắn ta và Lăng Thiên Phong. A Cửu cười như không cười nói, chúng ta vừa ra khỏi quán rượu, vừa hay nhìn thấy các ngươi ở đây, kết quả nghe được những câu cực kỳ khó nghe. Trùng hợp như vậy à? Không thể nào, Ma cao nhân có chút không tin tưởng cho lắm, các ngươi rõ ràng đã đi từ sớm, làm sao còn có thể ở đây được. Lăng Thiên Phong không ngại dùng phán đoán ác ý nhất để ước đoán người khác, thậm chí còn hoài nghi người một nhà, chẳng lẽ là bà nương Lâm Lục Chi kia đã phát hiện ý đồ của chúng ta, cho nên nàng ta cố ý để lộ hành tung của chúng ta cho các ngươi. Hay là các ngươi vốn cùng một bọn với Lâm Lục Chi, cố ý cài bẫy hại chúng ta. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, có chút khinh thường nhìn hai người, đừng có rát vàng lên mặt của mình. Chúng ta không rảnh lãng phí thời gian trên người đám ngớ ngẩn ngươi đâu. Không biết kế hoạch của chúng ta, tại sao lại có thể trùng hợp gặp như vậy được. Ma cao nhân vẫn không tin, lạnh lùng nhìn Hạ Thiên và A Cửu, ban đầu, ta cũng cho rằng các ngươi là người lương thiện. Bây giờ xem ra, cũng là hạng tâm cơ khó lường, ta lại càng có lý do thanh trừ các ngươi. Lăng Thiên Phong lập tức phụ họa, đúng vậy, dù sao sớm muộn gì cũng phải hành động, chỉ bằng hành động ngay bây giờ. Sau khi xử lý bọn họ xong, thuận tiện xử lý Lâm Lục Chi luôn. A Cửu có chút không tin nhìn hai người đang tự tin vô cùng, đầu óc các ngươi đúng là không dùng được. Các ngươi đi từ lầu 9 xuống, còn chúng ta đi bằng cầu thang, một nhanh một chậm, thời gian đương nhiên phải trùng rồi. Lại không biết đang trào phúng hay khuyên nhủ, nàng còn bổ sung. Về sau, nếu chẳng may đám nhân vật phản diện các ngươi không muốn lớn tiếng công khai mưu đồ bí mật, các ngươi nên tìm một gian phòng nhỏ, nói chuyện cũng nhỏ, như thế có ai mà biết được. Hừ, ngươi nói có dễ nghe hơn cũng vô dụng thôi. Lăng Thiên Phong quát. A Cửu lắc đầu, quả nhiên năng lực phân tích có vấn đề. Hạ Thiên cười nói, Cửu nha đầu, ta đã nói rồi, đừng nói chuyện quá nhiều với đám ngớ ngẩn đó nữa. Bọn họ nghe không hiểu tiếng người đâu. Hừ, các ngươi mới là đám ngớ ngẩn đó. Ma cao nhân nghe được Hạ Thiên dám mắng bọn họ như thế, lập tức nổi giận khiển trách, các ngươi phát hiện bí mật của chúng ta, các ngươi còn không lo đào mệnh, lại còn trực tiếp lộ diện. Quả thật đang tìm cái chết. Lăng Thiên Phong có chút không kiên nhẫn, nói nhảm với bọn họ làm gì, cứ giết thẳng là được. Vừa rồi, người bị đánh còn chưa đủ sao? A Cửu bỗng nhiên có chút đồng tình với hai người kia. Trí thông minh không cao thì thôi đi, lại còn thường xuyên làm những chuyện gia tăng xác suất vào quan tài nằm, sinh mệnh rất quý giá, các ngươi nên trân trọng nó thì hay hơn. Vừa rồi chỉ là diễn kịch thôi, ngươi cho rằng ngươi mạnh hơn lão tử. Thân hình Lăng Thiên Phong bỗng nhiên dài gần 2 mét, cả người biến thành một cự hán cao 3 mét rưỡi, đúng là buồn cười. Hôm nay các ngươi sẽ chết ở đây. Ra tay. A Cửu thở dài, quả nhiên hảo ngôn khó khuyên quỷ đáng chết. Thân hình ma cao nhân co rụt lại, trở nên dài hơn, bóng người nhàn nhạt, rất nhanh tán loạn, sau đó hóa thành một đám rắn giết bò cạp, lúc nhúc bò đến chỗ A Cửu và Hạ Thiên. A, à, buồn nôn quá, A Cửu nhìn đám sinh vật dưới đất, không khỏi sợ hãi. Ngươi sẽ không cảm thấy buồn nôn nữa đâu, bởi vì đầu của ngươi sẽ bị lão tử đập bể, ha ha ha. Nắm đấm to gần bằng đầu A Cửu của Lăng Thiên Phong mãnh liệt đánh tới. Chung quanh. Thậm chí bên trên còn có độc vật không rõ đột kích. Lại có thêm một cự hán toàn lực đánh tới. A Cửu tuyệt không gấp, chỉ thản nhiên nói với Hạ Thiên, mấy thứ đầu mổn ngang này, người giải quyết đi, để ta giải quyết người kia cho. Nói xong, bóng người lóe lên, một quả đấm to lớn vọt đến. Cửu nha đầu, thật ra không cần thiết phải phiền phức như vậy đâu. Hạ Thiên nhếch miệng, mấy thứ đồ chơi này chẳng tạo thành uy hiếp gì. Muốn tiêu diệt cũng chỉ tiện tay mà thôi. Ha ha, Hạ Thiên,
ngươi quá cuồng vọng rồi. Âm thanh của ma cao nhân chợt xa chợt gần, y thuật của ngươi đúng là rất lợi hại nhưng những độc vật này là bảo bối do Sái Độc Tông hao tổn mấy trăm năm mới bồi dưỡng ra được, so với độc vật độc nhất còn độc hơn gấp một vạn lần, không phải y thuật là có thể đối phó được. Gương mặt Hạ Thiên hiện lên sự khinh thường, đây còn không phải là độc vật. Nếu là độc vật, chúng sẽ vô hiệu đối với ta, bởi vì ta chính là thiên hạ đệ nhất thần y. Vậy thì tốt quá rồi. Vừa lúc đây chính là độc trận độc nhất thiên hạ. Ma cao nhân không khỏi cười như điên, nhìn xem ngươi có thể chống đỡ được mấy. Lời còn chưa dứt, Hạ Thiên đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Ma cao nhân kinh ngạc vô cùng, miệng mấp máy, vô thức nói ra được chữ dây cuối cùng. Được, vậy thì dây của ngươi đây. Hạ Thiên cười hì hì, đưa tay lên mặt ma cao nhân, tiện tay bóp nát xương mặt của hắn ta. A. Ma cao nhân lập tức phát ra tiếng heo rú thảm, cảm giác đầu của mình giống như sắp bị bể nát, Hạ Thiên, Hạ Thần Y, Hạ Hội trưởng, xin ngài tha cho ta một mạng. Không muốn chết đúng không? Hạ Thiên cười nói. Ta không muốn chết, ma cao nhân cố nén cơn đau kịch liệt, kêu khóc cầu xin tha thứ, là ta sai rồi, ta không phải người, ta là súc sinh, ta là rác rưởi, ta là phế vật, xin hãy tha cho ta một mạng, ta không dám nữa đâu. Hạ Thiên nhếch miệng, đúng là chẳng thú vị gì cả. Nếu ngươi không muốn chết, vậy thì... Ánh mắt ma cao nhân hiện lên sự may mắn. Vậy thì ta sẽ để cho ngươi chết trước. Hạ Thiên cười nói, tiện tay ném ma cao nhân vào trong độc trận. Ma cao nhân giống như một con cá chết bị ném lên bờ, bật lên mấy lần trên mặt đất sau đó không động đậy nữa. Rất nhanh, hắn ta lại giãy giụa thêm mấy lần, chỉ thấy đám độc vật kia bò vào miệng của hắn ta. Hạ Thiên, ngươi quá tự đại rồi. Đây là do ngươi tự tìm đường chết. Nửa phút sau, ma cao nhân chậm rãi đứng dậy, ngay cả xương mặt cũng khép lại. Hạ Thiên vẫn hờ hững, một chút cũng không để người này vào mắt, ngươi còn có chiêu trò gì thì mau dùng đi, ngươi không còn nhiều thời gian đâu. Ngươi không còn nhiều thời gian là ngươi đấy. Ma cao nhân cười ha hả, ta đã chịu đủ tra tấn ở Sái Độc Tông, đã sớm tạo thành thể chất vạn độc dung mệnh. Chỉ cần có độc vật, dù ta chỉ còn lại một hơi, ta cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại, hơn nữa công lực còn tăng gấp bội. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, ngươi còn thừa lại 10 giây. Hừ, đây là đếm ngược kết thúc sinh mệnh của ngươi. Ma cao nhân nhếch miệng mỉm cười, vô cùng đắc ý, ngươi vạn lần không nghĩ đến ta đã sớm hạ độc trong thức ăn. Ban đầu, ít nhất phải cần một tiếng mới có thể độc phát. Bây giờ tốc độ khí huyết của các ngươi tăng lên. Chỉ sợ sẽ chết bất đắc kỳ tử trong 10 giây, không, 9 giây, 8 giây. 1 giây, chết cho ta, phốc. Ma cao nhân đếm ngược xong 10 con số, sau đó há miệng phun ra một ngụm máu tươi, bên trong huyết dịch đậm đặc còn có không ít tàn chi của bọ cạp, kiến. Tại sao lại như vậy? Ma cao nhân mở to mắt, con người tràn ngập vẻ khó tin, vừa nói vừa phun máu, máu tươi đều là màu đen, không, không thể nào. Hạ Thiên cũng chẳng hứng thú nhìn thấy hắn ta dốc hết tâm huyết ở đây, xoay người rời đi. Hạ Thiên, người đừng, uệ, ma cao nhân hoảng sợ vô cùng, mỗi lần nôn mửa sẽ nôn ra vô số độc vật. Đây đều là mệnh của hắn ta. Hắn ta rõ ràng cảm giác được sinh cơ của mình đang từng chút một đoạn tuyệt. Cảm giác này khiến cho người ta phải dùng mình, nhưng lại không có biện pháp. Sự tuyệt vọng trong nháy mắt nuốt chửng tâm trí của hắn ta. Lúc này, ma cao nhân lại muốn cầu xin tha thứ. Hắn ta cảm thấy Hạ Thiên đã có thể tha cho hắn ta một lần, nhất định có thể tha cho hắn ta lần thứ hai. Đáng tiếc, hắn ta đã không cách nào nói được, há miệng là ọe, sinh cơ đánh mất hơn phân nửa. Dần dần, bóng lưng của Hạ Thiên biến mất trong mắt hắn ta. Hắn ta trải qua tra tấn, ngã ầm xuống đất, biến thành một bãi thịt nhão. Một bên khác, A Cửu và Lăng Thiên Phong chiến ngang nhau. Cũng không phải A Cửu không giết được hắn ta, mà là nàng đang thăm dò, hoặc nói đang học tập hình thức chiến đấu của Hạ Thiên. Tuy nhiên, nàng không có phương thức chiến đấu nghịch thiên như Hạ Thiên, cùng mô bản của nhân vật chính vô địch thiên hạ, cho nên chỉ có thể không ngừng học tập trong chiến đấu. Biện pháp tốt nhất chính là bắt đối thủ dốc hết toàn lực. Chỉ vào lúc đối thủ mạnh nhất, dùng thủ đoạn cường ngạnh giải quyết hắn ta, mới có thể tiếp thu được kinh nghiệm chiến đấu. Lăng Thiên Phong trước mắt chính là một người dùng để học tập rất tốt. Hoặc có thể nói,
A Cửu đã dùng Lăng Thiên Phong ma luyện độ thuần thục võ công của mình. Khi nào không còn cung cấp kinh nghiệm được nữa, đó chính là lúc giải quyết đối phương. Ha ha, vừa nãy ngươi không phải phách lối lắm sao? Lăng Thiên Phong cuồng tiếu không thôi, vung quả đấm đánh tới A Cửu như mưa. A Cửu vận phiếu miểu bộ, linh hoạt né tránh, quan sát đối phương ra chiêu, biến thức, ưu điểm và sơ hở của quyền pháp. Số nương môn ngươi, tại sao chỉ biết né không vậy? Lăng Thiên Phong càng đánh càng hưng phấn, cuồng thái cũng càng lúc càng hiển thị rõ ràng, lúc còn trên lầu, chân của ngươi không phải rất lợi hại sao? Tại sao bây giờ ngươi không dám ra chân? Sợ bị lão tử bẻ gãy đúng không? A Cửu hoàn toàn không thích phép khích tướng này, chỉ nói, được, ta đã hiểu quyền lộ của ngươi rồi. Ngươi đã không còn tác dụng. Ha ha, đúng là cuồng. Lăng Thiên Phong cười lạnh không thôi, ngạo nghễ nói, đây chính là cấm kỹ phái Thiên Sơn lão tử, Đông Hoàng Bá Sơn Kình. Nhất trọng sơn chính là nhất trọng kình, tất cả có 8 tầng. Mặc dù lão tử chỉ luyện được đến tầng thứ 3, nhưng đối phó với loại số nương môn như ngươi cũng đã đủ. A, à, chân A Cửu quét ngang tới, trực kích vào mặt, đủ cái đầu mẹ ngươi đấy. Đến hay lắm, lão tử trước phế bỏ chân của ngươi. Mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn nhưng Lăng Thiên Phong không sợ, ngược lại còn hưng phấn dị thường, đưa đầu nghênh đón Thái Sơn Thiết Đầu Thông. Bành! Chỉ thấy một người giống như đạn pháo bay ra ngoài, cầy mười mấy mét mới ngừng lại được. Chút trình độ đó còn muốn tính kế. A Cửu lắc đầu, thoáng có chút im lặng, còn sống không phải tốt hơn sao? Đám ngớ ngẩn này cho đến bây giờ không chịu nhận ra bản thân rất yếu. Hạ Thiên tiến lên ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của A Cửu, nếu bọn họ hiểu, bọn họ sẽ không ngu ngốc rồi. Sau lưng bọn họ hẳn còn có một thế lực khác, A Cửu cảm thấy nàng có chút lỗ mãng. Cũng may, từ nãy đến giờ nàng vẫn luôn giữ lực, cũng không hạ tử thủ, nói đi, là ai sai các ngươi làm mấy chuyện này. Lăng Thiên Phong há to miệng, sau đó khó khăn phun bùn đất từ trong miệng ra, giết, giết ta đi. Ta không bán đứng người của mình đâu. Hạ Thiên cười hỏi, thật sao? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lăng Thiên Phong thấy Hạ Thiên mỉm cười, không khỏi khiếp sợ. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, đâm thẳng một châm vào đầu của hắn ta. Có gan thì ngươi giết ta đi, phái Thái Sơn sẽ báo thù cho ta. Lăng Thiên Phong vẫn thể hiện hình tượng ngạnh hán, nghiến răng nói. A Cửu cười một tiếng, nói, là ai sai các ngươi? Mặc kệ các ngươi tra tấn ta như thế nào. Bức ta ra sao, là Nam Cung gia thành phố Thiên Hải chỉ điểm. Lăng Thiên Phong há miệng cung khai, bản thân cũng sửng sốt, lập tức phủ nhận, không, không phải. Bởi vì các ngươi giết chết đệ đệ của ta mới, a à, đau quá, đúng vậy, là Nam Cung gia. Từ bỏ dãy dụa đi, Hạ Thiên nói, ngươi càng chống cự, đầu ngươi sẽ càng đau. Nam Cung gia. A Cửu nhớ đến Nam Cung Tú đã từng thiết kế nàng trước đó cùng với Nam Cung Uyên gặp trên biển, người có quan hệ như thế nào với Nam Cung gia? Đầu Lăng Thiên Phong đau như muốn nứt ra nhưng chỉ cần nói thật, đầu sẽ không đau nữa. Hắn ta quyết định từ bỏ, sư thúc trường tinh tử của ta chính là người của Nam Cung gia. Ông ấy đã ra lệnh cho ta xuống núi giúp Lâm gia. Nếu có thể thuận tiện diệt trừ ngươi, còn có nữ nhân của ngươi thì càng tốt hơn. Các ngươi có những ai? A Cửu hỏi. Lăng Thiên Phong khoát tay nói, chúng ta tổng cộng có 7 người, tất cả hoặc nhiều hoặc ít đều có ân toán với Hạ Thiên hoặc các ngươi. Tuy nhiên, ngoại trừ Lâm Lục Chi và Ma Cao Nhân, 4 người còn lại không thấy xuất hiện. Ta cũng không biết có ai, chỉ biết bọn họ đều sẽ đến tham gia Đông Nam Tiên Hội lần này. Ha ha, quả nhiên có chuẩn bị mà đến. A Cửu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn nàng dự định sẽ có người mượn Đông Nam Tiên Hội để làm loạn. Bây giờ chẳng qua nàng đã đoán chúng mà thôi. Lại hỏi thêm một vài vấn đề, Lăng Thiên Phong đều biết gì nói nấy. A Cửu phát hiện việc mà đối phương biết thật ra không nhiều, nói trắng ra chỉ là một công cụ mà thôi. Cửu nha đầu, nàng hỏi xong chưa? Hạ Thiên mất kiên nhẫn nói. Được, A Cửu đứng lên, không còn gì có thể hỏi, đi thôi. Lăng Thiên Phong bị dọa sợ, lập tức hô lớn, đừng đi, ta còn có lời chưa nói xong. Nếu các người muốn đi, ít nhất cũng phải rút châm ra chứ. Hạ Thiên và A Cửu cũng không thèm phản ứng đến hắn ta. Mẹ nó, một đôi cẩu nam nữ, chờ lão tử chữa khỏi vết thương, ta
ta nhất định sẽ làm thịt các ngươi. Lăng Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi mắng, cố nén cơn đau kịch liệt, từng chút một bò dậy. Một lát sau, Lâm Lục Chi bay đến, rơi xuống trước mặt Lăng Thiên Phong. Lâm tiểu thư, người đến đúng lúc lắm, mau cứu ta. Sự sợ hãi còn chưa tiêu tán trong mắt Lăng Thiên Phong, hắn ta đưa tay chộp vào Lâm Lục Chi. Ngươi đã nói cái gì rồi? Lâm Lục Chi thản nhiên hỏi. Lăng Thiên Phong sửng sốt, lập tức quả quyết lắc đầu, không, không có, cho dù Lăng Thiên Phong ta chết, cũng tuyệt đối không bán đứng người nhà. Quả nhiên là nói như thế nhưng không sao. Lâm Lục Chi thở dài một tiếng, lắc đầu nói, các ngươi quả nhiên khó mà thành đại sự. Trong thời khắc quan trọng như vậy còn đi trêu chọc Hạ Thiên, đúng là không biết sống chết. Ta tìm các ngươi hợp tác thật là một sai lầm. Lăng Thiên Phong có chút im lặng, sau đó nói, là ngươi trêu chọc trước mà. Ta đang kích hắn, cũng không phải muốn trêu chọc hắn. Phân tắc trong đó, ta biết rất rõ ràng. Lâm Lục Chi hừ lạnh một tiếng, càng thêm khinh thường, ai biết đầu các ngươi đúng là đồ con lợn, lại lén lút ra tay sau lưng ta. Cái gì cũng đừng nói, trước cứu ta. Lăng Thiên Phong cố nén cảm giác muốn hộc máu, xương cốt toàn thân của ta đều bị nát, vừa nãy còn trúng một châm của Hạ Thiên. Nếu cứu trễ, ta sẽ chết mất. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Lục Chi tràn ngập ý cười, vậy ngươi đi chết đi. Lời này của ngươi là có ý gì? Lăng Thiên Phong còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng ta là đệ tử phái Thái Sơn, ngươi dám giết ta. Lâm Lục Chi cười nói, ai giết ngươi? Không phải ngươi bị A Cửu đánh thành như vậy hay sao? Ngươi, Lăng Thiên Phong còn muốn nói cái gì đó, ngực bỗng dưng bị Lâm Lục Chi đánh một cái, xương ngực bị gãy. Trái tim bị đánh nát, tử vong ngay tại chỗ. Sau khi trở lại Tề gia, A Cửu thuật lại chuyện trong bữa tiệc cho Bạch Tiêm Tiêm, Tề Ngữ Thi và Tề Lão Gia Tử nghe. Nam Cung gia thành phố Thiên Hải, Tề Lão Gia Tử hơi im lặng, có chút kỳ quái hỏi, ta chưa từng nghe nói qua gia tộc này, nhưng nếu có liên quan đến phái Thái Sơn, vậy thì không giống như mới xuất hiện gần đây. Tề Ngữ Thi thản nhiên nói, đó chính là thế gia ẩn tàng. Chỉ là lúc này không cẩn thận lộ diện mà thôi. Vì sao bọn họ lại muốn quấy rối trong tiên hội lần này chứ? Nếu không phải tiên hội được tổ chức thành công, đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt sao? Bạch Tiêm Tiêm không hiểu, tuổi của nàng còn nhỏ, hoàn toàn không hiểu về chuyện ngươi lừa ta gạt. A Cửu xoa đầu Bạch Tiêm Tiêm, tiểu cô nương này cũng đơn thuần giống nàng 12 năm trước. Nàng vội giải thích, Tiêm Tiêm à, có đôi khi... Chuyện tốt đối với tất cả mọi người cũng không nhất định tất cả mọi người đều thích. Vì sao, Bạch Tiêm Tiêm vẫn không hiểu. Hạ Thiên lười biếng nói, bởi vì có một số tên ngớ ngẩn chỉ thích làm chuyện có chỗ tốt cho mình. Nếu người khác cũng hưởng chút chỗ tốt đó của họ, bọn họ sẽ cảm thấy rất khó chịu. Đúng vậy, A Cửu gật đầu, có chút cảm khái, thậm chí có một số người, cho dù một chút chỗ tốt cũng không chiếm được, nhưng tuyệt đối cũng không để người khác có được. Tại sao trên thế giới này lại có loại người như thế? Bạch Tiêm Tiêm vẫn không thể nào hiểu được. Hạ Thiên nhếch miệng, có chứ, không phải trên Sương Nguyệt Đảo cũng đã từng có sao? Thật à, Bạch Tiêm Tiêm suy nghĩ, cũng không biết Hạ Thiên đang nói ai. Chính là âm hậu của mọi người đấy, Hạ Thiên khinh thường nói. Bạch Tiêm Tiêm im lặng, không biết nên nói cái gì. Khi còn bé, nàng vốn coi âm hậu như một vị thần. Chỉ là về sau vị thần đó đã không còn nữa. Nếu không, chúng ta tạm hoãn Đông Nam Tiên Hội. Tề Lão Gia Tử cân nhắc lợi và hại trong đó, có chút do dự đề nghị với A Cửu. A Cửu lắc đầu, biểu hiện kiên định lạ thường, không, Đông Nam Tiên Hội sẽ được cử hành đúng hạn, không thể trì hoãn. Ta phải chính diện đánh tan những người này, để bọn họ biết âm mưu quỷ kế vô dụng thôi. Chỉ cần liên kết lại mới có hy vọng. Hy vọng. Tề Lão Gia Tử không rõ ám chỉ trong lời nói của A Cửu. Hạ Thiên và Bạch Tiêm Tiêm đương nhiên biết A Cửu đang bố cục ứng đối với liên minh tu tiên. Mặc dù chưa hẳn có thể làm được cái gì, nhưng không thể bởi vì sợ vô dụng mà cái gì cũng không làm. Phương pháp đối mặt với nguy cơ không biết chính là trực diện nguy cơ. Đây chính là chân lý nghiêng ngã cũng không phá được. Hừ, Nam Cung gia này đúng là phiền phức. A Cửu suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nếu biết bọn họ đang dở trò, chúng ta cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Chúng ta nên tìm thời gian đến nhà bọn họ làm rõ, dạy cho bọn họ một bài học. Đúng vậy,
Tề Ngữ Thi gật đầu, chỉ bằng để ta đi một chuyến. A Cửu trịnh trọng nói, không, dì út, dì không thể đi được. Ta đã từng gặp hai người Nam Cung gia, tu vi đều không thấp, chỉ sợ bọn họ còn có thực lực ẩn tàng. Nếu dì đi, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Điều này cũng đúng, Tề Ngữ Thi vô cùng tự biết sức mình. A Cửu suy tính một chút, cuối cùng hạ quyết định, cách Đông Nam Tiên Hội còn có 6 ngày, ta thấy đi một chuyến cũng tốt. Tề Ngữ Thi có chút khó nói, bây giờ ngươi là gia chủ Tề gia, Tiên Hội cần ngươi chủ trì. Nếu ngươi đi, ta và ông ngoại của ngươi chỉ sợ trấn không được tràng diện. Hơn nữa, thái độ Lâm gia mập mờ không rõ, đúng là phiền phức. Lúc này, nàng chỉ vào Hạ Thiên, nếu không thì để Hạ Thiên đi một chuyến. Tu vi của hắn cao thâm, đoán chừng có thể đi nhanh về nhanh. Hắn không thể đi được, A Cửu lắc đầu, trực tiếp từ chối lời đề nghị này, tính tình của hắn quá lỗ mãng. Nếu đi, đoán chừng sẽ diệt Nam Cung ra cùng ngày luôn, sau đó cùng ngày quay trở về. Cửu nha đầu, như vậy không tốt sao? Hạ Thiên cười một tiếng, hiệu suất rất cao. A Cửu lườm hắn một cái. Tức giận nói, đối với ngươi mà nói nhất định là bớt việc. Ngươi chưa từng nghĩ đến chuyện giải quyết hậu quả phiền phức đến cỡ nào. Có gì mà cần giải quyết hậu quả chứ? Hạ Thiên khinh thường nói. Cho nên, ngươi không thể đi. A Cửu biết rất rõ tên đại lưu manh này, nếu không có người giám sát ngươi, ngươi chính là chó hoang thoát cương, kéo cũng kéo không lại. Hạ Thiên có chút khó chịu nói, này, Cửu nha đầu, nàng muốn ăn đòn đúng không? Dám mắng ta là chó hoang. Chó hoang còn đỡ, ngươi còn dã hơn cả chó hoang. A Cửu nhìn không được bật cười, chợt giật mình, hoa dung thất sắc kêu lên, ngươi làm gì vậy? Mau thả ta xuống. Hạ Thiên một tay ôm Cửu nha đầu về phòng, bây giờ ta sẽ để cho nàng biết cái gì gọi là dã. Này, ngươi không được làm loạn. A Cửu thầm nghĩ không tốt. Hơn nữa, nàng đã làm cho hắn phát bực, đành phải dụ dỗ, ta nói sai rồi, được chưa? Là ta sai, ngươi mau thả ta xuống. Muộn rồi, Hạ Thiên bế A Cửu rất nhanh không thấy bóng dáng đâu. Chỉ để lại ba người trong phòng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời không biết nói cái gì. Sáng hôm sau, A Cửu mặt mày tươi tắn từ trong phòng bước ra. Dưới ánh mắt nhìn kỹ của ba người, da mặt của nàng không tự chủ được đỏ lên. Mọi người nhìn ta làm gì? A Cửu bất mãn trừng mắt trở lại. Tề Ngữ Thi nhướng mày, hỏi, Hạ Thiên đâu? Tại sao hắn không ra ăn sáng? Hắn, A Cửu lạnh nhạt nói, đến thành phố Thiên Hải rồi. Phốc, Bạch Tiêm Tiêm há miệng phun ra miếng cháo vừa ăn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cái gì? Tề Ngữ Thi cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hôm qua người sống chết cũng không muốn cho hắn đi, tại sao sau một đêm? Bạch Tiêm Tiêm cũng nhìn chằm chằm A Cửu, Cửu tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi và Thiên ca ca cãi nhau? Cãi nhau cũng không cần thiết phải vì chuyện này mà làm ầm ĩ lên. Tề lão gia tử khuyên. A Cửu lau miệng, bình thản nói, chúng ta không có cãi nhau. Hắn tự nguyện đi, sau khi nhận một cuộc điện thoại, hắn đi ngay. Điện thoại của ai thế? Tề Ngữ Thi hỏi. Lam Y Nhân, A Cửu đáp, nói một cách chính xác, là ta gửi WeChat bảo Lam Y Nhân gọi điện thoại, sau đó gọi Hạ Thiên đến Thiên Hải. Lam Y Nhân vừa lúc đang đi công tác ở thành phố Thiên Hải. Chủ yếu là vì tiêu thụ sản phẩm cho tập đoàn thần y không biết vì sao lại thường xuyên gặp khó khăn ở thành phố Thiên Hải, nhân viên công tác phái đến đồng loạt từ chức. Tình huống này nhất định không bình thường. Tô Bối Bối phải ở lại thành phố Giang Hải, hơn nữa hai ngày sau khi tan làm, nàng nhốt mình trong phòng, nói phải tu luyện gấp. Lam Y Nhân đành phải chủ động xin đi. Bay thẳng đến thành phố Thiên Hải tự mình tìm hiểu tình huống. Nàng xuống máy bay, đang định đón xe đến khách sạn đã đặt, đột nhiên một nam nhân còn trẻ mặc vest trắng đi tới, xin hỏi, người có phải là Lam Y Nhân Lam Tổng của tập đoàn thần y hay không? Ta là Lam Y Nhân, nhưng ta chỉ là trợ lý tổng giám đốc tập đoàn thần y mà thôi. Lam Y Nhân hơi cảnh giác nhìn nam nhân trước mắt, ngươi là ai? Hình như ta không quen biết ngươi. Ta xin tự giới thiệu. Ta họ Lữ, là trợ lý của Chu công tử. Nam nhân mặc vest trắng vô cùng khách sáo, công tử nhà ta bảo ta đến đón ngươi, ta cũng đã sắp xếp xong nơi nghỉ chân của ngươi luôn rồi. Vẻ nghi hoặc trong mắt Lam Y Nhân lại càng đậm, Chu công tử là ai? Lần này đến phiên nam nhân mặc vest trắng cảm thấy ngoài ý muốn, gương mặt hiện lên sự kinh ngạc,
giống như vừa mới nghe được người chơi bóng rổ nói không biết Jordan là ai. Ngươi là Lam Y Nhân tiểu thư sao? Nam nhân mặc vest trắng không khỏi hoài nghi hỏi, thậm chí còn lấy điện thoại ra kiểm tra lại thông tin vừa mới nhận được. Đúng vậy, ngươi đến từ thành phố Thiên Hải, tại sao ngươi lại không biết Chu công tử? Lam Y Nhân có chút buồn cười, đến từ thành phố Thiên Hải thì nhất định phải biết Chu công tử sao? Dĩ nhiên rồi, thành phố Thiên Hải là địa bàn của Chu công tử chúng ta. Nam nhân mặc vest trắng ngạo nghễ nói. Được rồi, ta biết rồi. Lam Y Nhân lười lãng phí thời gian với người này, ta còn phải đến khách sạn nữa. Có gì rảnh ta sẽ nghe tuyên truyền về công tử các người sau. Nam nhân mặc vest trắng thấy Lam Y Nhân muốn đi, lập tức bước nhanh về phía trước, cản đường của nàng, Lam tiểu thư, vừa rồi ngươi không nghe thấy sao? Chu công tử của chúng ta đã sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho ngươi rồi. Bây giờ mời ngươi lên xe qua đó. Thật ngại quá, ta không biết Chu công tử nào cả, cũng không cần hắn ta sắp xếp nơi ở. Lam Y Nhân mất kiên nhẫn nói, ngươi đừng cản đường ta. Ta đã đặt xong khách sạn, bên đó cũng đã sắp xếp xe đến đón ta rồi. Lam tiểu thư, ngươi đừng có không biết tốt xấu. Nam nhân mặc vest trắng dường như có chút không cao hứng, ở thành phố Thiên Hải này, người dám từ chối công tử nhà chúng ta tuyệt không có kết quả tốt. Lam Y Nhân mỉm cười, có đúng như vậy không? Chu công tử các ngươi quả là lợi hại. Sau đó, nàng lướt qua người nam nhân mặc vest trắng, leo lên xe của mình về khách sạn đã đặt. Nam nhân mặc vest trắng đứng im tại chỗ, hắn ta hoàn toàn không ngờ đến sẽ có người dám từ chối lời mời của Chu công tử. Một lúc lâu sau, hắn ta mới lấy lại tinh thần, móc điện thoại gọi cho ai đó. Người đã đón chưa? Trong điện thoại truyền đến một âm thanh hùng hồn. Nam nhân mặc vest trắng nghe được giọng nói này, da đầu tê dần, giọng điệu vừa hèn mọn vừa uyển chuyển, xin lỗi, công tử, ta, nàng, không đón được. Cái gì? Bên kia chỉ nói một câu, nhưng sự hung tàn đã thể hiện rõ. Công tử, người đừng nóng. Nam nhân mặc vest trắng đổ mồ hôi lạnh toàn thân, không ngừng giải thích, chắc chắn nàng ta vẫn còn chưa biết được lực ảnh hưởng của công tử ở thành phố Thiên Hải, cũng có thể nàng ta muốn dục cầm cố túng công tử, hoặc là... Âm thanh kia trầm xuống, ta chẳng muốn nghe bất cứ lý do gì. Nửa tiếng sau, ta muốn nhìn thấy nàng ấy. Làm không được, người tự biết có kết cục gì. Vâng, ta lập tức dẫn nàng ta đến ngay. Nam nhân mặc vest trắng hoảng sợ, không ngừng thề thốt, nếu làm không được, không cần công tử phân phó, tự ta sẽ nhảy xuống sông. Sau khi cúp điện thoại, nam nhân mặc vest trắng lên xe của mình, vừa lái xe đuổi theo xe của Lam Y Nhân, vừa gọi điện thoại dặn dò. Một bên khác, sau khi Lam Y Nhân lên xe, nàng cũng gọi điện thoại cho nhân viên phụ trách thành phố Thiên Hải. Được rồi, ta đã hiểu được tình huống đại khái. Lam Y Nhân nghe báo cáo xong, lại hỏi, đúng rồi, Tiểu Chu, nhân tiện ta muốn hỏi một chút, thành phố Thiên Hải có vị Chu công tử gì đó phải không? Lai lịch của ông ta là gì? À, Chu công tử à, ta biết, Tiểu Chu có chút ngạc nhiên nói, Lam Tổng, chẳng lẽ ngươi biết ông ta sao? Vậy thì tốt quá, nếu Chu công tử đồng ý giúp đỡ, nan đề mà công ty đang gặp tuyệt đối có thể giải quyết một cách dễ dàng. Lam Y Nhân mỉm cười nói, ngươi chỉ cần nói ông ta là ai là được rồi. À, Chu công tử tên là Chu Tự Hoành, đời tư của ông ta rất là truyền kỳ. Trong giọng nói Tiểu Chu hiện lên sự sùng bái, nghe nói ông ta là con riêng của một vị đại lão nào đó ở Kinh Thành, hình như đã từng phạm tội ngồi tù 30 năm trước. Sau khi ra tù, ông ta tự học thành tài, còn ra nước ngoài đào tạo, thành lập rất nhiều xí nghiệp ở nước ngoài, là ức vạn phú ông. Khoảng 12 năm trước, ông ta về nước, thành lập tập đoàn Giã Độ. Chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, nó đã phát triển thành một tập đoàn khổng lồ về dược phẩm, giải trí và nhiều phương diện khác. Đúng là rất truyền kỳ. Lam Y Nhân suy nghĩ một chút nhưng vẫn cảm thấy rất lạ, nếu ông ta lợi hại như thế, không có lý gì trong vòng 12 năm qua lại không có tiếng tăm gì. Ta thật sự chưa từng nghe qua tên của ông ta. Cái này thì ta cũng không rõ lắm. Trước khi ta đến Thiên Hải, ta cũng không có nghe thấy. Tiểu Thu cẩn thận đáp, ta nghe bạn bè ở Thiên Hải nói, trước kia Chu công tử không quá nổi tiếng, rất ít công khai lộ diện. Ông ta chỉ mới nổi tiếng 2 năm gần đây, phong cách hành sự cũng ngày càng bá đạo. Khoan đã, Lam Y Nhân chợt nhớ đến một chi tiết, chợt phát hiện một sơ hở, 30 năm trước,
Thế vị Chu công tử này bao nhiêu tuổi rồi? Tiểu Chu đáp, tuần này là đại thọ 60 của ông ta. 60 tuổi mà còn là công tử, Lam Y Nhân có cảm giác giống như đang nghe một câu chuyện cười. Tiểu Chu mỉm cười nói, Lam Tổng, người không biết rồi, trong ngành giải trí, 40 tuổi là hài tử, 60 tuổi là công tử, chẳng có gì phải hoài nghi cả. Được rồi, Lam Y Nhân bất đắc dĩ tiếp nhận lời giải thích này. Lam Tổng, có mấy lời không biết ta có nên nói hay không? Lúc này, Tiểu Chu đột nhiên do dự, dường như có điều gì muốn nói nhưng lại không dám nói, thật ra, được rồi, cũng không có việc gì. Tiểu Chu, người có gì thì cứ nói thẳng ra đi, không cần phải giấu giếm. Lam Y Nhân mỉm cười, giọng điệu thân thiết, chúng ta ngoại trừ là quan hệ cấp trên cấp dưới, giao tình cũng không tệ lắm, người nói có đúng không? Tiểu Chu là trợ lý tổng giám đốc, do nàng một đường cất nhắc, thành ra hai người khá thân thiết, cũng trung thành tuyệt đối đối với nàng. Nhân viên công tác phái đến Thiên Hải làm việc, đa số làm chưa đến 3 tháng đã từ chức, chỉ có Tiểu Chu là vẫn còn kiên trì đến giờ. Vậy thì ta nói. Tiểu Chu đấu tranh tư tưởng mấy giây, sau đó nói, trải qua khoảng thời gian điều tra, thủ phạm cản trở công ty phát triển ở thành phố Thiên Hải rất có thể là vị Chu công tử này. Lam Y Nhân nghe xong, lập tức tập trung tinh thần, ngươi khẳng định. Không khẳng định lắm, Tiểu Chu có chút do dự, nói ra một thông tin khác mà nàng điều tra được, những nhân viên từ chức bên trong ty mình đều đến tập đoàn Giã Độ nhậm chức, bao gồm cả ta, cũng đã nhận được lời mời của bọn họ. Được, ta đã biết, Lam Y Nhân cũng không nôn nóng, vô cùng trầm ổn nói, còn khoảng nửa tiếng nữa ta sẽ đến khách sạn. Đến lúc đó chúng ta sẽ trò chuyện kỹ hơn. Tiểu Chu khéo léo trả lời, vâng. Lam Y Nhân cúp điện thoại, không khỏi nhéo mi tâm. Nàng cảm thấy lần này đến Thiên Hải, khả năng sẽ có trận cần phải đánh. Quan trọng là, bây giờ nàng vẫn còn chưa biết gì về vị Chu công tử kia. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Xem ra, phải nghĩ cách điều tra nội tình của Chu công tử. Bằng không, công việc sẽ không tiện triển khai. Lam Y Nhân không khỏi suy nghĩ chuyện vừa rồi ở sân bay. Vị Chu công tử kia dường như biết rất rõ nội tình của nàng. Điều này hoàn toàn không ổn. Dù sao, nàng cũng phải đến thành phố Thiên Hải một chuyến. Ngoại trừ Tô Bối Bối và Tiểu Chu, cũng không có mấy ai biết cao tầng trong công ty. Người này lại phái người đến sân bay, chỉ sợ trong đó chưa chắc là có ý thị uy. Lam Y Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi, người muốn đưa ta đi đâu? Tài xế kia ngẩn ra, thưa đến khách sạn. Ngươi cho rằng ta chưa từng đến thành phố Thiên Hải hay là cảm thấy ngươi so với hướng dẫn còn chính xác hơn? Lam Y Nhân lạnh nhạt hỏi. Là như vậy. Vị tài xế mỉm cười xấu hổ, lập tức giải thích, hướng dẫn không sai, nhưng đầu đường có tu sửa vào sáng nay, vẫn còn chưa hoàn thành. Ta đang đi đường tắt. Lam Y Nhân mỉm cười sán lạn, lần đầu tiên ta nghe nói, không giống như đi đường tắt. Vị tiểu thư này, ngươi cứ nghe ta đi. Không sai đâu. Ta không có hại ngươi. Tài xế kia thấy nói không thông, không khỏi có chút bối rối. Ta lái xe ở thành phố Thiên Hải đã hơn 30 năm, sẽ không sai đâu. Ngươi cứ yên tâm ngồi đi, nửa tiếng sau tuyệt đối đến nơi. Lời này ngược lại không sai, nhưng nhất định sẽ không đến được nơi cần đến. Lam Y Nhân cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy một cái lược chải đầu, mở một đầu ra, đặt vào cổ họng lái xe, dừng xe. Tài xế liếc nhìn răng lược, mặc dù sắc nhọn nhưng một chút lực sát thương cũng không có, cười lạnh, Lam tiểu thư, ngươi dùng cái khác đi, Lam Y Nhân nhẹ kéo cái lược một cái, tạo thành một vết rách ở da, nếu tiến vào nửa tấc nữa chính là động mạch. Ngươi có muốn thử một chút không? Tài xế kêu một tiếng đau đớn, hiển nhiên đang sợ. Hắn ta ngừng xe lại, hai tay giơ lên, Lam tiểu thư, tha mạng, tha mạng. Ai bảo ngươi làm như vậy? Lam Y Nhân thản nhiên hỏi. Tài xế có chút do dự, cái này. Bốp! Lam Y Nhân rút cái lược ra, chọn một nơi khác đâm vào, không nói, cẩn thận ta đâm 100 cái lỗ trên cổ của ngươi đấy. Ta nói, là thiết xa đầu. Tài xế kia vội vàng khai, hắn ta bảo ta làm như vậy. Nếu không làm, chén cơm của ta sẽ bị mất. Thiết xa đầu, Lam Y Nhân khó hiểu, là cái thứ đồ chơi gì thế? Tài xế kia đáp, hắn ta là người điều xe,
đường gần đây đều do hắn ta quyết định. Mặc kệ là taxi, đai đi hay là cái gì khác, tất cả đều phải nghe theo sự sắp xếp của hắn ta. Nếu không, ngày hôm sau xe sẽ bị nện nát. Thì ra chỉ là một tên đầu lĩnh lưu manh mà thôi. Lam Y Nhân khinh thường nói. Lúc này, một chiếc Hummer chạy đến từ phía đối diện, đụng ầm một cái vào sườn xe. Sau đó, một nam nhân mặc áo da, đeo kính râm từ trong xe bước xuống. Lão tử là thiết xa đầu đấy, chẳng phải là thứ đồ chơi gì mà là lão đại một phương. Nam nhân kính râm đánh giá Lam Y Nhân từ trên xuống dưới, chậc chậc vài tiếng, quả nhiên là mỹ nhân khó gặp, khó trách Chu công tử lại nhớ thương. Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ chọn ngươi, sống ít hơn 20 năm cũng được. Lam Y Nhân thản nhiên nói, nếu không muốn sống, vậy thì đừng sống nữa. Nam nhân kính râm khinh thường hừ một tiếng đưa tay muốn bắt Lam Y Nhân đi, mẹ kiếp, tiểu nương môn, khẩu khí không nhỏ nhỉ. Ngươi tưởng ta, à. Chỉ là còn chưa chạm vào áo Lam Y Nhân, cả người hắn ta đã như quả đạn bay thẳng ra ngoài. Chu công tử gì đó, phong cách cũng không khỏi quá thấp, cũng chỉ có thể thuê được mặt hàng này. Lam Y Nhân không khỏi có chút thất vọng lắc đầu, tiểu lưu manh cấp bậc như thế, cho dù ở Quế Thành, đoán chừng cũng chỉ là nhân vật bất nhập lưu, sớm bị thanh trừ sạch sẽ, nghĩ không ra ở thành phố Thiên Hải vẫn còn tồn tại. Lúc này, Lam Y Nhân nhìn chiếc xe Hummer một chút, phát hiện bên trong còn có hai người, các ngươi cũng đến bắt ta hả? À, không phải, tuyệt đối không phải. Vừa rồi hai người tận mắt nhìn thấy Lam Y Nhân một cước đạp bay người kia, bị dọa đến hồn phi phách tán, chúng ta đi đây. Khoan đã, Lam Y Nhân thản nhiên nói, hai người các ngươi cút xuống cho ta. Hai người kia không dám không nghe, lập tức xuống xe, thuận thế quỳ xuống, nữ hiệp, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta chỉ là tiểu đệ của Thiết Ca mà thôi, cái gì cũng không biết. Vậy thì các ngươi cứ quỳ ở đó đi. Lam Y Nhân cũng không rảnh phản ứng đến bọn họ, đạp cho mỗi người một cước, ít nhất để cho bọn họ nửa ngày cũng không động đậy được, sau đó mang theo hành lý leo lên chiếc Hummer lái đi. Một lát sau, một chiếc Rolls Royce Phantom lái đến. Người đâu? Nam nhân mặc vest trắng từ trong xe bước xuống, nhìn chung quanh, chỉ thấy một chiếc xe nát cùng với ba người đang ngồi xổm trên mặt đất. Ba người cùng nhau trả lời, đi rồi. Mẹ kiếp, các ngươi toàn là thứ phế vật. Nam nhân mặc vest quát lớn, ba người các ngươi ngay cả một nữ nhân cũng không bắt được. Hắn ta quay sang mắng tài xế, ngươi cũng vậy, ngươi cứ lái xe đến công quán, nàng ta còn có thể nhảy xe sao? Nữ nhân kia rất hung, tài xế nghĩ lại mà sợ, chỉ vào cổ của mình, nếu ta không dừng xe, cổ của ta sẽ bị nàng ta đâm thủng. Mẹ nó, nam nhân mặc vest trắng nhịn không được nói tục, sau đó quay sang nói với hai tên côn đồ kia, lão thiết. Ta bảo hắn ta lái xe chặn đường, chính là để phòng ngừa vạn nhất, người chết ở đâu rồi? Thiết Ca ở đó, hai tên tiểu đệ chỉ vào một gốc cây đường đối diện. Sao, nam nhân mặc vest trắng nghi hoặc quay đầu nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy một cái mông mập kẹp giữa hai chạc cây cái này. Lúc này, hắn ta rốt cuộc tỉnh ngộ lại, Lam Y Nhân kia có chút không đơn giản, thủ đoạn bình thường hoàn toàn không đối phó được với nàng ta. Lam Y Nhân lái chiếc Hummer dựa theo hướng dẫn, nửa tiếng sau đã đến khách sạn mình đặt sẵn. Lam Tổng, trên đường kẹt xe sao? Vừa mới dừng xe, một nữ nhân khoảng 25-26 tuổi tiến lên, nhìn lướt qua chiếc Hummer, người mua xe ở thành phố Thiên Hải hồi nào thế? Không phải mua mà là cướp. Lam Y Nhân cười nhạt, tiện tay ném chìa khóa xe cho bảo vệ, có chuyện, lên phòng rồi nói. Tiểu Chu cái hiểu cái không gật đầu. Sau đó cùng với Lam Y Nhân tiến vào khách sạn, làm thủ tục đăng ký xong thì lên lầu. Phòng lầu 9 cũng không phải phòng sang trọng nhất nhưng giá cả cũng không rẻ. Ngươi nói rõ cho ta biết tình huống bên này đi. Lam Y Nhân cất hành lý, rửa mặt một chút, sau đó đến phòng khách nói chuyện với Tiểu Chu. Tiểu Chu đã nấu xong nước, rửa hai cái tách, bỏ trà vào, pha cho Lam Y Nhân một tách trà, sau đó ngồi ở phía đối diện. Tình huống công ty có chút phức tạp nhưng cũng khá đơn giản. Tiểu Chu dừng mấy giây, hẳn là đang suy nghĩ trong đầu cách dùng từ cho phù hợp, nhất thời bán hội, ta không biết nên bắt đầu từ chỗ nào. Lam Y Nhân mỉm cười, ngươi thả lỏng một chút đi, cứ tùy ý nói. Phức tạp là phương diện nào? Đơn giản là phương diện nào?
biểu hiện Tiểu Chu hoàn toàn thả lỏng. Nàng cầm tách trà, chậm rãi nói, phức tạp là nước bên này rất sâu, hơn nữa cạnh tranh cũng rất khẩn trương. Không chỉ chúng ta, nghiệp vụ của những công ty này tiến triển cũng rất chậm. Còn có. Vậy đơn giản thì sao? Lam Y Nhân chăm chú lắng nghe một hồi, sau đó hỏi. Đơn giản, thật ra trước đó ta cũng đã nói rồi. Gương mặt Tiểu Chu hiện lên sự do dự, thậm chí mắt còn căng thẳng nhìn chung quanh, khả năng là do tập đoàn giã độ, không, chính là vị Chu công tử kia đang giở trò quỷ. Đối với tác phong của vị Chu công tử kia, Lam Y Nhân đã thoáng lĩnh giáo một chút, tại sao ông ta lại muốn làm như vậy? Cái này, ta cũng không biết rõ nữa. Tiểu Chu lắc đầu, biểu thị nàng cũng không rõ ràng cho lắm, ta cũng đã thử câu thông với tập đoàn giã độ, thậm chí còn nhượng bộ rất lớn. Nhưng bên đó hoàn toàn không có hứng thú. Họ chỉ muốn có tất cả, tuyệt không giống một công ty thương mại mà giống một băng nhóm thì đúng hơn. Hai người lại thảo luận sâu về một số vấn đề của chi nhánh Thiên Hải, đồng thời cùng nhau phân tích các vấn đề cụ thể. Cuối cùng, mấu chốt của mọi vấn đề vẫn chỉ vào tập đoàn giã độ. Lam Y Nhân không thể nhịn được cười, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười, cho nên, tập đoàn thần y muốn phát triển ở thành phố Thiên Hải. Nhất định phải đánh hạ tập đoàn giã độ, hoặc là vị Chu công tử kia. Đúng vậy, Tiểu Chu gật đầu. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Lam Y Nhân nhướng mày, không khỏi có chút kỳ quái. Tiểu Chu cũng khẩn trương hẳn lên, sợ hãi cắn chặt bờ môi, không dám lên tiếng. Là ai? Lam Y Nhân cao giọng hỏi một câu. Bên ngoài vang lên giọng của một nam nhân trẻ tuổi, phục vụ phòng. Lam Tiểu Thư. Có người gửi cho ngươi một thư mời, ngươi ra kiểm tra và nhận dùm. Lam Y Nhân đại khái đoán được tình huống là gì, đang định đứng lên, Tiểu Chu đã vượt lên trước một bước. Đưa thiếp mời cho ta, Tiểu Chu lạnh nhạt nói. Nhân viên phục vụ ngoài cửa mỉm cười, lịch sự trả lời, thật ngại quá, thư mời cần phải tự tay giao cho Lam Y Nhân tiểu thư. Là ta, Tiểu Chu mỉm cười, đưa tay định nhận lấy. Nhân viên phục vụ lập tức lắc đầu, mong ngươi đừng nói đùa. Thư này là do Chu công tử gửi đến, nhất định phải tự tay giao cho Lam tiểu thư. Ánh mắt Tiểu Chu ngưng lại, có chút chất vấn, ngươi chỉ là một nhân viên phục vụ, tại sao lại biết ta không phải Lam tiểu thư? Chẳng lẽ ngươi đã gặp qua Lam tiểu thư hay là thấy hình? Biểu hiện nhân viên phục vụ thay đổi, nhưng vẫn nói, ta biết ngươi không phải, cho nên ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, mời Lam tiểu thư ra nhận thư. Đúng, ta không phải. Ta là trợ lý của nàng ấy đang tắm, ngươi cứ đưa thư mời cho ta là được. Tiểu Chu lạnh nhạt nói. Nhân viên phục vụ cười lạnh, đẩy Tiểu Chu sang một bên, bước thẳng vào phòng, vậy thì tốt quá, ta ở đây chờ Lam tiểu thư tắm xong, a. Lời còn chưa nói hết, Lam Y Nhân đã trực tiếp nhấc chân đạp người này ngã xuống đất. Ánh mắt Lam Y Nhân hiện lên lãnh ý, ngươi không phải nhân viên phục vụ của khách sạn. Tiểu Chu nhìn chằm chằm người này hơn nửa ngày, sau đó nói, đúng là không phải, cổ tay có vết chai, nói không chừng là một sát thủ. Ta đến để đưa thư mời, không biết các ngươi đang nói gì. Nhân viên phục vụ không hoảng không loạn, ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Y Nhân, người mới chính là Lam Y Nhân tiểu thư. Mời ngươi nhận thư mời, bằng không, ta cũng không tiện giao phó với Chu công tử. Lam Y Nhân thản nhiên nói, ngươi chỉ là một nhân viên phục vụ. Cần giao phó gì với Chu công tử chứ? Gã nhân viên phục vụ cũng vẫn không sợ hãi, nếu ngươi không nhận thư mời, người của Chu công tử sẽ đến. Khi đó, phiền phức của các ngươi sẽ rất lớn. Xem ra, hành tung của chúng ta đã bị tiết lộ. Sắc mặt Tiểu Chu tái nhợt, có chút cảnh giác nói với Lam Y Nhân, Lam Tổng, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Không cần, Lam Y Nhân khoát tay, ta muốn nhìn xem ông ta muốn chơi trò gì. Nói xong, nàng tiện tay nhận lấy thư mời. Như vậy mới đúng, ngươi, a, gã nhân viên phục vụ còn chưa nói hết câu, kết quả mặt đã chịu một cước Lam Y Nhân. Hắn ta bay thẳng ra ngoài, đâm vào vách tường ngoài hành lang. Tiểu Chu nhìn thấy, lúng túng nói, Lam Tổng, thân thủ của ngươi trở nên lợi hại từ khi nào vậy? Lam Y Nhân thản nhiên nói, lợi hại sao? Cũng không tính là lợi hại. Lam Tổng. Xem ra Chu công tử đã để mắt đến ngươi rồi. Tiểu Chu lo lắng nói, tiếp theo, nhất định ông ta sẽ liên tiếp phái người đến quấy rối. Không sao, dù sao cũng quá nhàm chán,
để bọn họ đến làm ồn cũng tốt. Lòng tự tin của Lam Y Nhân không hề thua kém trước đây, hoàn toàn không để việc nhỏ kia trong lòng, bình tĩnh lật thư mời ra. Thư mời được chế tạo từ hoàng kim, vừa mở ra, bên trong còn rơi ra một thẻ vàng. Tiểu Chu nhặt tấm thẻ kia lên, sắc mặt tái đi, xem ra, lời đồn là thật. Lam Y Nhân vừa lật thư mời vừa thuận miệng hỏi, tin đồn gì thế? Chính là lời đồn về Chu công tử. Tiểu Chu đặt tấm thẻ vàng lên bàn, chậm rãi nói, mấy năm gần đây, thành phố Thiên Hải có lời đồn, nghe nói vị Chu công tử này rất háo sắc. Chỉ cần ông ta coi trọng nữ nhân nào, ông ta sẽ gửi cho người đó một tấm thẻ vàng có 500 vạn đến 5.000 vạn bên trong. Chỉ cần nhận thẻ, đó chính là người của ông ta. Đêm đó, ông ta sẽ đến sủng hạnh. Ha ha, tưởng mình là hoàng đế, đêm đêm lật thẻ à? Lam Y Nhân cười nhạo, nếu không nhận thì sao? Tiểu Chu có chút do dự nói, sáng hôm sau, thi thể rất có khả năng ở trong nước. Chỉ là lời đồn thôi sao? Trong lòng Lam Y Nhân run lên, ông ta thật sự đã giết người. Tiểu Chu lắc đầu, ta cũng không biết nữa, ta chỉ nghe nói mà thôi. Hừ, trong lòng Lam Y Nhân bắt đầu dâng lên sát khí. Nàng ghét nhất loại người xem nữ nhân là công cụ, coi mạng người như cỏ rác. Tiểu Chu lo lắng không thôi, vội khuyên bảo, dù sao nơi này cũng không phải sân nhà của chúng ta. Nếu không, chúng ta gọi một ít bảo tiêu từ Giang Hải đến. Không cần, Lam Y Nhân nhìn qua thư mời, phát hiện tối mai Chu công tử muốn mở một bữa tiệc rượu tại công quán của ông ta, đặc biệt mời Lam Y Nhân đến tham gia, tối mai, chúng ta cùng nhau đến bữa tiệc. Ta cũng muốn nhìn xem Chu công tử rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tiểu Chu thấy Lam Y Nhân đã quyết, cũng không nói thêm, được. Về thứ này, Lam Y Nhân nhẹ nhàng nhặt tấm thẻ vàng kia lên, sau đó ném qua cửa sổ. Cùng lúc đó, trong đại sảnh dưới lầu, chỉ thấy một nam nhân mặc vest trắng đang nôn nóng ngồi trên ghế salon. Lữ ca, Lam Y Nhân đã nhận thư mời, còn có thẻ vàng. Không bao lâu sau, cửa thang máy mở ra, một nam nhân viên phục vụ kia loạng choạng bước ra, mặt sưng không còn hình dáng. Nam nhân mặc vest trắng nhìn thấy, lập tức đứng lên, chuyện gì xảy ra vậy? Lam Y Nhân đã từ chối. Không phải, nàng ấy đã nhận thư mời và thẻ vàng. Nhân viên phục vụ mơ mơ màng màng hồi đáp. Vậy thì tốt rồi, vẻ mặt nam nhân mặc vest trắng hiện lên sự hài lòng, sau đó quan tâm hỏi, mặt của ngươi sao thế? Gã nhân viên phục vụ trả lời, bị Lam Y Nhân đá một cước. Sự việc xong xuôi, đến lúc đó ta sẽ trả cho ngươi 10 vạn, xem như tiền thuốc men. Nam nhân mặc vest trắng vô cùng hào phóng nói. Cảm ơn Lữ ca, ánh mắt gã nhân viên phục vụ sáng lên, không còn để ý đến cơn đau trên mặt nữa. Tâm trạng nam nhân mặc vest trắng vô cùng thoải mái. Chuyện mà Chu công tử dặn dò, hắn ta rốt cuộc cũng đã làm xong. Bằng không, khi trở về, hắn ta sẽ bị mắng. Nói không chừng còn có hậu quả nghiêm trọng hơn. Hắn ta tươi cười bước ra khỏi khách sạn, vừa móc điện thoại định gọi điện báo cáo kết quả cho Chu công tử trước. Alo, điện thoại vừa kết nối, giọng nói Chu công tử vang lên, có dám mau thả. Nam nhân mặc vest trắng vô thức run lên một cái, lập tức nói, công tử, chuyện mà ngươi dặn dò đã, Lời còn chưa nói hết, một luồng ánh sáng màu vàng từ trên không rơi xuống, cắm thẳng vào đầu hắn ta. Hắn ta ngay cả lời còn chưa nói xong đã bị vùi ngay giữa chợ. Lam Y Nhân trò chuyện với Tiểu Chu đến hết cả buổi trưa. Cơm tối đều được giải quyết ở khách sạn, gọi điện thoại yêu cầu người ta mang lên. Lam Y Nhân dựa người trên ghế, bắt đầu gửi tin nhắn cho Tô Bối Bối và những người khác qua WeChat. Lúc này, nhóm chat tiên nữ môn Giang Hà Hồ Hải cũng đã bắt đầu. Cửu A, đồ lưu manh đang ở chỗ ta. Có ai đến dẫn hắn đi không? Ninh xứng sao, không phải ngươi gọi hắn đến Phù Lương à? Ta vốn là nữ tử thuần lương, đoán chừng không chịu nổi chứ sao? Anh rể dữ dội như vậy đấy, thật hâm mộ. Cửu A, hắn đáng ghét lắm, còn không ngừng gây chuyện. Nội đi chùi đít cho hắn cũng phiền chết đi được. Bối ở bờ biển, ha ha ha, chết cười ta. Chẳng lẽ hắn là con của ngươi, ngươi còn phải chùi đít cho hắn? Cửu A, Tô Bối Bối, người muốn chết à? Có tin ta đánh ngươi hay không? Bối ở bờ biển, đến đây đi, ta đang ở Giang Hải chờ ngươi nè,
xem tên sắc lang chết tiệt kia có tăng thêm bắp cho ngươi không? Có chịu nổi một quyền của ta không? Bối ở bờ biển, tác ta vốn là nữ tử thuần lương, thạch thuần, ngươi nên chú ý một chút, đây là lời mà ngươi nên nói sao? Ta vốn là nữ tử thuần lương, không phải chứ, cái này mà cũng quản. Cửu A, đừng chuyển chủ đề khác, tô bối bối, ngươi chờ đó cho ta. Bên này xong việc, ta đến đánh ngươi. Bối ở bờ biển, có ngon thì ngươi đến bây giờ đi. Ta sợ bây giờ ngươi đang bị tên sắc lang kia cuốn lấy, đang hét thảm, không rảnh đến. Cửu A, biểu tượng phẫn nộ. Lam y nhân nhìn những người này trò chuyện đến quên cả trời đất, lập tức gửi một loạt dấu chấm lửng. Y nhân độc tiểu tùy. Bối ở bờ biển, a, y nhân, ngươi đến thiên hải rồi à? Tình huống bên đó như thế nào? Y nhân độc tiểu tụy, vừa xuống máy bay, thiếu chút nữa bị người ta cướp. Ta vốn là nữ tử thuần lương, ồ, cướp tiền hay cướp sắc? Cướp tiền thì không cần sợ, cướp sắc thì dẫn theo ta với. Bối ở bờ biển, thạch thuần, người muốn ăn đòn đúng không? Cửu A, chuyện gì xảy ra thế? Ánh mặt trời trên Thanh Phong Sơn, người của ngươi không sao chứ? Lam y nhân thấy mọi người đều lo lắng cho mình. Liền nhanh chóng thuật lại mọi chuyện. Y nhân độc tiểu tụy, không sao cả, bên thành phố Thiên Hải có đại boss, khả năng cần phải thanh trừ. Ta vốn là nữ tử thuần lương, không cần đâu, mặc kệ đại boss gì, cứ trực tiếp xử lý không được sao. Bối ở bờ biển, thạch thuần, người càng lúc càng giống Hạ Thiên đấy, sắp biến thành hắn rồi. Ta vốn là nữ tử thuần lương, biểu tượng thẹn thùng, người ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ. Tại sao lại biến hình được chứ? Ninh xứng sao, ngươi, rất giống Hạ Thiên. Bối ở bờ biển, thạch thuần, ngươi cũng chờ đấy, lát nữa ta qua thu thập ngươi. Bây giờ nói chuyện chính đi, y nhân, tình huống bên thành phố Thiên Hải như thế nào? Làm y nhân suy nghĩ tìm từ, sau đó tóm tắt lại tình huống khó khăn mà tập đoàn thần y đang gặp ở thành phố Thiên Hải. Bối ở bờ biển, nói cách khác. Chu công tử gì đó đang đánh chủ ý vào tập đoàn thần y. Ninh xứng sao ta có cảm giác ông ta đang đánh chủ ý vào y nhân. Thanh thanh nữ hiệp, loại người này không có gì đáng nói. Ông ta chẳng phải muốn làm kinh doanh gì cả, thuần túy chỉ muốn quấy rối, nên sớm giải quyết thì hay hơn. Bối ở bờ biển, tại sao các ngươi lại học theo kiểu của Hạ Thiên? Bây giờ là thương chiến, cũng không phải đánh nhau ngoài đường. Ta vốn là nữ tử thuần lương, thương chiến không ngại tiêu diệt vật lý. Ta nhớ thời gian trước mấy đại lão trong giới kinh doanh nên đánh nhau thì đánh nhau, nên giết người thì giết người, còn hung ác hơn cả đầu đường xó chợ nữa. Bối ở bờ biển. Y nhân độc tiểu tụy, Chu công tử kia còn gửi thiếp mời hẹn ta tối mai đến tham gia thọ yến 60 của ông ta. Ta vốn là nữ tử thuần lương, cái gì, 60 tuổi còn xưng là công tử, không cảm thấy ghê tởm à? Cửu A, đúng là già rồi mà không biết xấu hổ. Ninh xứng sao, đúng là không sợ mất mặt. Thanh thanh nữ hiệp, không cần nói, lão lưu manh này nên hủy diệt nhân đạo đi. Bối ở bờ biển, việc này không nói qua đây được. Để ta điện thoại cho ngươi, chúng ta nói chuyện riêng. Ta vốn là nữ tử thuần lương, đừng mà, việc náo nhiệt như vậy, chi bằng. Ta vốn là nữ tử thuần lương bị đá ra khỏi group chat. Cửu A, khoan đã, Lam y nhân, ta cũng có việc riêng muốn nói với ngươi. Lam y nhân đang định hỏi A cửu tìm nàng có việc gì, điện thoại liền vang lên, quả nhiên là tô bối bối gọi đến. Này, tô tổng, tối nay không tu luyện sao? Điện thoại thông, Lam y nhân lập tức hỏi. Tô bối bối có chút mất hứng, ngươi bớt nói móc ta đi. Nói vào chuyện chính thì vừa nãy cũng đã nói rõ ràng rồi mà. Lam y nhân mỉm cười, còn bổ sung thêm một câu, tuy nhiên, những chuyện này cũng là do Tiểu Chu báo cáo lại với ta. Nàng ấy biết khá rõ tình huống bên này, ta dự định ngày mai dẫn nàng ấy đến nói chuyện với các đối tác. Tô bối bối hỏi, nàng ấy có tin được không? Lam y nhân đáp, ta đã xem qua tư liệu cá nhân của nàng ấy. Những người mà công ty phái đến Thiên Hải mấy năm qua, đa phần đều bị người khác đào đi. Chỉ còn lại một mình nàng ấy kiên trì đến giờ. Tô bối bối đúng là có chút ấn tượng, trịnh trọng nói, cho nên, nàng ấy có thể tin tưởng. Lam y nhân vốn đang mỉm cười, nghe xong, biểu hiện không khỏi ngưng trọng lại.
Nếu Tiểu Chu chính là gián điệp do người khác cố ý lưu lại, ngày mai nàng dẫn Tiểu Chu đi đàm phán, chẳng khác gì đưa át chủ bài của mình cho người khác xem. Ta có chút ấn tượng với người này. Tô Bối Bối nghiêm túc nói, vừa rồi, ta đã đến phòng nhân sự tìm hiểu. Năm đó, nàng ta đã từng xuất hiện vấn đề, đang định điều tra nàng ta thêm, ngươi liền cất nhắc nàng ta lên. Ban đầu, ta không có chứng cứ nàng ta bán công ty, nàng ta lại là người của chị họ để lại, không thể vô duyên vô cớ đuổi đi, thế là ta thuận nước đẩy thuyền luôn. Lam Y Nhân có chút ngoài ý muốn, khi ta đề bạt nàng ta, tại sao ngươi lại không nói với ta? Tô Bối Bối cười nói, khi đó, ta và ngươi cũng không quen thân lắm. Ngươi cất nhắc một người lên, ta nói với ngươi, ngươi nhất định sẽ cho rằng ta đang cố ý chèn ép ngươi. Lam Y Nhân nghĩ lại, đúng là sẽ có khả năng đó, vậy ta phải làm sao bây giờ? Ngươi cứ tiếp tục dùng nàng ấy, nhưng phải đề phòng một chút. Tô Bối Bối dừng lại, sau đó nói tiếp, ta sẽ phái người qua đó giúp ngươi. Lam Y Nhân gật đầu, được, ngày mai ngoại trừ gặp đối tác, buổi tối còn phải đến tham gia thọ yến của Chu công tử kia nữa. Tô Bối Bối nói, ngươi nên cẩn thận, nói không chừng ngày mai sẽ xảy ra biến cố, không thì bảo Hạ Thiên đi theo ngươi. Ông xã à, hắn không phải đang đi với A Cửu sao? Lam Y Nhân sửng sốt, hơi do dự, ta gọi điện thoại bảo ông xã đến cũng không tiện lắm. Tô Bối Bối thản nhiên nói, không có gì là không tiện cả. Tiên hội của A Cửu bên kia tối thiểu cũng còn 5-6 ngày nữa mới bắt đầu, mượn tên lưu manh đáng chết đó 2 ngày có sao đâu. Lam Y Nhân bỗng dưng mỉm cười, không phải ngươi đang ghen chứ? Ghen cái rắm, Tô Bối Bối khó chịu nói, cái đồ lưu manh đó cũng không phải cái gì của ta ghen làm gì? Ha ha ha, Lam Y Nhân lại cười to hơn, giọng điệu này rõ ràng là đang ghen. Tô Bối Bối hơi tức giận, ngươi cười cái gì? Nếu còn cười nữa, ta bay thẳng qua đó đánh ngươi đấy. Lúc này, điện thoại của Lam Y Nhân lại vang lên một tín hiệu khác. Nàng liếc qua một chút rồi nói, A Cửu tìm ta cúp máy trước đây. Để ta xem nàng ấy muốn nói cái gì. Tô Bối Bối cũng không nói thêm gì nữa, có gì thì thảo luận vào nhóm nhé. Ta có thể sang bên đó giúp ngươi bất cứ lúc nào. Được rồi, Lam Y Nhân cúp điện thoại. A Cửu đã cúp điện thoại, gọi sang WeChat cho nàng. Lam Y Nhân nhận điện thoại, giọng nói A Cửu vang lên, ta nói với ngươi này, ngươi gọi điện thoại cho Hạ Thiên, bảo mình đang gặp phiền phức lớn, bảo hắn đến thành phố Thiên Hải tìm ngươi. Thế nào? Lam Y Nhân mỉm cười hỏi, ngươi không chịu nổi rồi sao? A Cửu trả lời, đừng kéo những chuyện không có vào đây. Lam Y Nhân, ngươi cứ làm theo là được. Dù sao, một mình ngươi ở Thiên Hải nhất định cũng rất nhàm chán. Lam Y Nhân cười nói, ta nhàm chán nhưng cũng không đến mức đó. Tuy nhiên, nếu ngươi cần ta làm gì đó, có phải nên khách sáo một chút không? A Cửu, bên này quả thật có chút phiền phức, tuy nhiên ta có thể giải quyết được. Lam Y Nhân nhẹ nhàng cởi vớ giày, nằm lên ghế salon, chuyện bên kia của ngươi quan trọng hơn, ngươi giữ ông xã lại trợ giúp cho ngươi đi. Bên này không có việc gì lớn, nếu có cũng phải 5-6 ngày sau. A Cửu cảm thấy phiền phức vô cùng, bỗng nhiên giơ điện thoại sang hướng khác, mắng một câu, sắc lang thối, ngươi sợ chỗ nào vậy? Đừng đụng vào ta không rảnh, Nói đến đây thì đứt mất. Khi gọi lại cũng đã là 2 tiếng sau. A Cửu có chút mệt mỏi nói, ngươi mau gọi điện thoại cho hắn đi. Ta chịu đủ rồi, hắn phiền chết đi được, ngày mai ta còn chuyện khác cần làm nữa. Ông xã là một con nghiện, làm cả một buổi tối đến hừng đông, tại sao bây giờ lại ngừng? Ngươi làm sao mà làm được? Lam Y Nhân không khỏi nghi hoặc. Cần chi ngươi quan tâm? A Cửu tức giận nói, tóm lại, lần này ta thiếu ngươi một ân tình, được chưa? Lam Y Nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy bây giờ cũng đã đủ rồi. Khi còn ở Quế Thành, thái độ của A Cửu đối với nàng khá gay gắt, nhìn sao cũng không vừa mắt nàng. Bây giờ, tất cả mọi người đều là nữ nhân của Hạ Thiên, khi đó hỏa khí giữa hai người mới bình yên trở lại. Tuy nhiên, đấu võ mồm vẫn không tránh khỏi. Được, cứ quyết định như vậy đi. Lam Y Nhân mỉm cười đồng ý. A Cửu thở phào nhẹ nhõm, còn chưa lên tiếng, một âm thanh lười biếng đã vang lên, Cửu nha đầu, nàng đang gọi điện thoại cho ai vậy? Nàng không phải nói đi thay cái gì. Ngươi câm miệng cho ta,
A Cửu quát to. Lam Y Nhân cầm điện thoại cười ha hả cả nửa ngày. Lam Y Nhân đắc ý, con người đảo một vòng, lập tức gọi điện thoại cho Hạ Thiên. Quả nhiên, không có ai tiếp. Thế là, nàng lại gọi tiếp. Như thế mấy lần, rốt cuộc Hạ Thiên mới nhận điện thoại, vợ Tiểu Y Y, nàng gọi điện thoại cho ta làm gì? Chồng, ta nhớ chàng, không được sao? Lam Y Nhân nhịn cười, giọng nói thâm tình. Hạ Thiên nói, đương nhiên là được rồi, nhưng bây giờ không phải lúc. Ngày mai ta đến tìm nàng nhé. Được, ta đang ở lầu 9 khách sạn Vân Đoan thành phố Thiên Hải. Lam Y Nhân cố ý ỏn ẻn nói, nhưng người ta nhớ ngươi thì làm sao bây giờ? Chàng không thể đến ngay được sao? Ta đang ở chỗ Cửu Nha Đầu. Hạ Thiên khó chịu nói, vợ Tiểu Y Y, có phải nàng đang cố ý quấy rối ta đúng không? Lam Y Nhân làm ra vẻ vô tội, vẫn giả ngu như cũ, ta không có quấy rối, ta đang nhớ chàng thật mà. Ta không thể gọi điện thoại cho chàng sao? Hay là chàng có A Cửu rồi thì không cần ta nữa? Nàng chính là quấy rối. Hạ Thiên đoán được ý đồ của Lam Y Nhân, vợ Tiểu Y Y, nàng chờ đó. Thu thập xong Cửu Nha Đầu, ta sẽ đến Thiên Hải thu thập nàng. Chàng đến đi, ta chờ chàng. Lam Y Nhân cười khẽ, bây giờ ta đang nằm trên ghế salon, mặc áo ngủ màu đen, đêm tối thật tịch mịch. Nói xong, nàng lại bổ sung một câu, ái chà, ông xã, tại sao bên cạnh chàng lại có tiếng thở dốc lớn như thế? Là ai đang chạy bộ sao? Hạ Thiên còn chưa lên tiếng, trong điện thoại vang lên tiếng nghiến răng vừa thẹn vừa vội vừa giận của A Cửu, cúp điện thoại cho ta. Cạch, cuộc trò chuyện quả nhiên đã đứt. Ha ha ha, Lam Y Nhân cười nghiêng ngả trên ghế. Lần này được xem là một sự báo thù nho nhỏ, trong lòng nàng thống khoái cực kỳ. Khi ở Quế Thành, nàng, Y Tiểu Âm và A Cửu được xem là đối thủ cạnh tranh với nhau, người này chướng mắt người kia. Y Tiểu Âm thường xuyên đi công tác, thời gian giao phong trực tiếp với nàng thật ra không nhiều. Đa số đều là nàng và A Cửu phân cao thấp, mặc dù không có thâm cừu đại hận, nhưng rất ít khi giao lưu thân mật với nhau. Bây giờ, tất cả đều là nữ nhân của Hạ Thiên, ân oán có từ lâu cũng đã buông xuống. Tuy nhiên, thỉnh thoảng trêu chọc đối phương một chút cũng rất vui. Cộc cộc cộc, trong lúc Lam Y Nhân đang cười, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Sao, Lam Y Nhân giật mình, nụ cười thu lại. Tiểu Chu ăn cơm xong với nàng thì ra về. Người biết nàng ở đây ít càng thêm ít. Ngoại trừ Tô Bối Bối và Tiểu Chu, đoán chừng cũng chỉ có vị Chu công tử kia. Chẳng lẽ Chu công tử lại phái người đến? Lam Y Nhân không sợ. Với bản lãnh hiện tại của nàng, chỉ cần người đến không phải tu tiên giả, nàng vẫn có thể ứng phó được. Chẳng qua nàng chỉ cảm thấy kỳ quái. Là ai? Lam Y Nhân hỏi. Ngoài cửa cũng không có người đáp lại, im ắng lạ thường, có chút quỷ dị. Lam Y Nhân cười lạnh, không thèm để ý. Thời buổi này còn chơi trò hề đó, tưởng nàng là nữ nhân vật chính thiểu năng trong mấy bộ phim kinh dị à, nghe được âm thanh ngoài cửa thì mở cửa ra xem. Rầm rầm rầm, tiếng đập cửa lại vang lên, động tác rõ ràng càng thêm thô bạo. Lam Y Nhân vẫn nằm trên ghế salon, câu được câu không trò chuyện với Tô Bối Bối, hoàn toàn không để ý đến tiếng gõ cửa bên ngoài. Room service, mau mở cửa. Ngoài cửa rốt cuộc vang lên giọng của một nam nhân. Ta không có gọi phục vụ phòng. Lam Y Nhân lạnh nhạt đáp lại, ta đang nghỉ ngơi, không muốn bất cứ người nào đến quấy rầy. Nam nhân ngoài cửa dường như có chút ngoài ý muốn, do dự một chút liền nói, ta là quản lý khách sạn, có chút chuyện quan trọng cần xác nhận lại với ngươi, hy vọng ngươi phối hợp một chút. Lam Y Nhân lắc đầu, có chuyện gì quan trọng hơn nữa thì cũng chờ đến sáng mai hãy nói. Mẹ kiếp, đã cho ngươi thể diện mà ngươi không cần. Lại có một giọng nữ nhân khác vang lên, thô lỗ vô cùng, phá nát cánh cửa này cho ta. Xảy ra chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Bành bành bành. Quả nhiên, nửa phút sau có người đẩy cửa ra. Lam Y Nhân tuyệt không sốt ruột, ngược lại còn giống như đang xem một vở kịch vui, thậm chí còn đi lấy một cái ly đế cao rót cho mình một ít rượu vang. Bành. Cửa phòng rốt cuộc bị người ta phá nát. Một nữ nhân trang điểm đậm cùng với một số nam nữ khác đùng đùng xông vào. Hắn ta ở đâu? Nữ nhân trang điểm đậm vọt thẳng đến trước mặt Lam Y Nhân, nhìn quanh bốn phía, tức giận quát. Lam Y Nhân chậm rãi đong đưa ly rượu vang,
cười hỏi, người hỏi nghe khó hiểu quá. Người xông vào phòng của người khác, cho dù đây là khách sạn, người cũng đã phạm pháp đấy. Bớt làm bộ đi, nữ nhân trang điểm đậm phẫn nộ chỉ vào Lam Y Nhân, tiện nhân người câu dẫn chồng của ta, đúng là không biết sống chết. Ta hỏi ngươi, hắn ta đâu rồi? Ngươi giấu hắn ta ở đâu? Ta cho các ngươi 30 giây lăn khỏi nơi này. Lam Y Nhân lười nói thêm câu nào với những người này. Đối phương khẳng định có chuẩn bị mà đến, nói cái gì cũng vô dụng thôi, nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Nữ nhân trang điểm đậm tức đến mức toàn thân phát run, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi dụ dỗ chồng của ta, chạy đến đây yêu đương vụng trộm, lại còn mặt mũi nào mà nói với ta những lời đó. Chị, đừng nhiều lời với tiện nhân kia nữa, lục soát một chút không phải sẽ biết sao. Một nam nhân mày rậm bất mãn nói, các ngươi đến phòng ngủ, ngươi đến ban công, ngươi đến. Lam Y Nhân nhướng mày, nàng là người có bệnh thích sạch sẽ, ghét nhất những người không liên quan tiến vào phòng ngủ của mình, cho dù chỉ là phòng khách sạn. Ai cũng không được lộn xộn. Lam Y Nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm những người kia, khí thế trong nháy mắt phát ra, các ngươi dám tiến vào phòng ngủ của ta, có tin ta đánh gãy chân các ngươi, móc mắt các ngươi hay không? Nam nhân mày rậm vốn muốn nói cứng thêm hai câu, kết quả đụng vào ánh mắt lạnh lẽo của Lam Y Nhân, toàn thân không khỏi phát lạnh, lập tức không còn dũng khí. Hừ, hắn ta nhất định đang núp trong phòng ngủ. Nữ nhân trang điểm đậm hỏa khí bốc lên đầu, tiến thẳng đến phòng ngủ, ngươi không cho ta kiểm, ta lại càng muốn đi kiểm. Bốp! Lam Y Nhân một bàn tay quạt đến, một chút cũng không lưu tình. Ngươi đánh ta, con mẹ nó, ngươi dám đánh ta. Nữ nhân trang điểm đậm ngẩn ra, tiếp theo ôm cái mặt sưng vù, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, ngươi có biết ta là ai không? Một tiểu tam như ngươi bị ta bắt gian ở đây còn dám ra tay đánh ta. Miệng mồm sạch sẽ chút, Lam Y Nhân lạnh lùng nói, ta hoàn toàn chẳng biết ngươi là ai, cũng chẳng biết chồng của ngươi là ai. Ta bất kể người nào phái các ngươi đến đây, tóm lại, bây giờ các ngươi cút hết ra ngoài cho ta. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Gương mặt nữ nhân trang điểm đậm hiện lên sự khinh thường, hừ, người của ta tận mắt nhìn thấy hắn ta và tiểu tam người trước người sau tiến vào khách sạn này, hơn nữa còn tiến vào căn phòng này. Nếu ngươi không phải tiểu tam thì là ai? Ngay cả người còn chưa biết rõ, đã dám đến bắt gian. Đầu của ngươi chứa toàn là nước sao? Lông mày Lam Y Nhân cau lại, hôm nay ta mới đến thành phố Thiên Hải, khách sạn là do cấp dưới ta đặt, chồng của ngươi. Tiểu tam gì đó chẳng có liên quan gì đến ta. Ta cũng chẳng có hứng thú muốn biết. Hừ, người cứ tiếp tục làm bộ đi. Nữ nhân trang điểm đậm hiển nhiên không tin Lam Y Nhân, ngươi không phải là tiểu tam của chồng ta, tại sao ngươi không dám để chúng ta khám xét phòng ngủ? Đúng, không phải ngươi thì còn là ai? Đúng vậy, đã là hồ ly tinh mà còn lẽ thẳng khí hùng như thế. Quả thật mặt mũi cũng không cần. Nữ nhân trang điểm đậm cùng với đám người đi theo mồm năm miệng 10 trách móc. Lúc này, quản lý thật sự của khách sạn và bảo an chạy đến, Lam tiểu thư, xảy ra chuyện gì thế? Đám người này vô duyên vô cớ phá cửa phòng của ta, còn xông vào phòng của ta, uy hiếp đến sự an toàn cá nhân của ta. Lam Y Nhân nói, ta hy vọng khách sạn các người cho ta một câu trả lời hài lòng. Quản lý khách sạn nghe xong, vội quay sang nhìn nữ nhân trang điểm đậm. Còn chưa kịp lên tiếng đã bị nữ nhân kia đoạt trước. Ngươi là quản lý khách sạn đúng không? Ngươi đến thật đúng lúc. Nữ nhân trang điểm đậm nhìn thấy quản lý, tuyệt không hoảng, ngược lại còn ỉ vào không sợ. Nữ nhân kia dụ dỗ chồng của ta, ta muốn các ngươi lột sạch ả ta ném ra ngoài, ta muốn ả ta xấu hổ đến chết. Quản lý khách sạn còn tưởng rằng mình nghe nhầm, vị tiểu thư này, thật xin lỗi, mấy yêu cầu vô lý đó, thứ cho ta không thể làm theo. Bốp! Nữ nhân trang điểm đậm vung tay tát tới, con mẹ nó, người biết ta là ai không? Chú họ Chu công tử của ta là cổ đông lớn của khách sạn các ngươi. Ngươi dám đắc tội ta, ngày mai ta cho người đến thu thập ngươi. Chu công tử! Sắc mặt quản lý khách sạn trắng bệch, trán đổ mồ hôi lạnh, lập tức thay đổi lập trường. Lam tiểu thư, thật ngại quá, ngươi vi phạm chuẩn tắc quy phạm của khách sạn chúng ta. Cho nên khách sạn chúng ta dựa theo điều lệ hiện hữu, đành phải mời ngươi chuyển ra ngoài. Ban đầu, ta còn tưởng an ninh khách sạn Vân Đoan 7 sao này rất tốt. Lam Y Nhân lắc đầu, có chút tiếc nuối, bây giờ xem ra cũng chẳng có gì.
An toàn và riêng tư của khách đều chỉ là thùng rỗng kêu to, đúng là khiến người ta cười đến rụng răng. Nữ nhân trang điểm đậm giận tím mặt, mắng to Lam y nhân, ngươi làm bộ cái gì? Bây giờ, ngươi lập tức vào phòng ngủ lôi cẩu nam nhân kia ra cho ta. Để ta xem ai dám cản ta. Đám nam nữ nữ nhân trang điểm đậm dẫn đến rốt cuộc có được dũng khí, cả đám vọt vào phòng ngủ. Lam y nhân cũng không ngăn cản, bởi vì nàng đã hạ quyết tâm không ở đây nữa. Không bao lâu sau, chỉ nghe mấy tiếng kêu thảm, một số bóng người bay thẳng ra ngoài, đập mạnh xuống đất, không ngừng nôn mửa. Bên trong có, một người trong đó nói được ba chữ đã ụa ra nước chua. Một người khác nói tiếp, có một nam nhân. Giỏi, tên chó ngươi còn dám hoàn thủ. Nữ nhân trang điểm đậm thoáng nhìn, đúng là có nam nhân trong phòng ngủ, lập tức trừng Lam y nhân, bây giờ ta vào bắt hắn ta ra, xem ngươi còn chống chế như thế nào. Lam y nhân càng cau mày chặt hơn, tại sao phòng của nàng lại có nam nhân? Nữ nhân trang điểm đậm rất nhanh cũng bay ra ngoài, như con heo mập bị trượt chân, lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Tiếp theo, một nam nhân trẻ tuổi ngáp dài từ trong phòng bước ra, các ngươi là đám ngu ngốc nào từ đâu xuất hiện vậy? Tại sao lại quấy rầy giấc ngủ của ta? Nữ nhân trang điểm đậm nhìn thấy nam nhân này, không khỏi mở to mắt, ngươi không phải chồng của ta, ngươi là ai? Ngươi nghĩ hay thật, nam nhân trẻ tuổi kia nhếch miệng, ta đẹp trai như thế, còn ngươi xấu như thế, ngươi còn muốn chiếm tiện nghi của ta. Lam y nhân nhìn thấy nam nhân trẻ tuổi kia, mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không giật mình. Bởi vì nam nhân này có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào trong phòng ngủ của nàng, nàng tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Hắn dĩ nhiên không phải chồng ngươi rồi, bởi vì hắn là chồng của ta mà. Lam y nhân đến gần ôm lấy nam nhân kia. Vợ tiểu y y, đám ngớ ngẩn này ở đâu ra vậy? Hạ Thiên ôm Lam y nhân, có chút khó chịu nói. Ta không biết, Lam y nhân lắc đầu. Nữ nhân kia phá hỏng cửa phòng ta, dẫn người xông vào, nói đến bắt gian, lại còn một mực chắc chắn chồng nàng ta ở trong phòng của ta. Hạ Thiên trừng mắt nhìn những người kia, có chút không kiên nhẫn khoát tay, ta muốn đi ngủ với vợ tiểu y y, các ngươi mau biến ra ngoài đi. Nữ nhân trang điểm đậm tức đến muốn bể phổi, bò dậy từ dưới đất, hung hăng trừng mắt với Hạ Thiên, người mắng ai ngớ ngẩn. Người mới là ngớ ngẩn đấy, nói. Ngươi núp trong phòng nàng ta để làm gì? Có phải chồng ta cho ngươi tiền, để ngươi gánh tội thay hay không? Đầu óc có bệnh thì đi xem bệnh đi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đừng ở đây tìm chết. Từ xưa đến nay ta không quen với mấy kẻ ngớ ngẩn như các ngươi. Nữ nhân trang điểm đậm nghe Hạ Thiên nói, không thể nhịn được cười, ngươi có biết cha ta là ai không? Cha ngươi là ai thì liên quan gì đến ta? Dù sao cũng chẳng phải cha ta. Hạ Thiên nhếch miệng. Bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Nữ nhân trang điểm đậm mặc kệ tóc tai của mình bù xù, vẫn thái độ các ngươi là loại bẩn thỉu ti tiện. Chỉ có ta là cao quý ưu nhã, cha ta chính là hội viện danh y hội, chuyên gia não khoa nổi tiếng thành phố Thiên Hải Ô Nhân Khang. Lam y nhân nghe đến cái tên này, không khỏi cau mày, nghi hoặc hỏi Ô Nhân Khang. Đây không phải thần côn lừa đảo danh xưng chữa khỏi trăm bệnh sao? Đáng lý ông ta phải bị bắt mấy năm trước rồi, tại sao bây giờ vẫn còn làm nghề y? Ngươi dám sỉ nhục cha ta? Nữ nhân trang điểm đậm nổi giận, dương nanh múa vuốt xông về phía Lam y nhân. Lam y nhân cảm thấy nữ nhân này quả thật đáng ghét, liền tát một cái cút xa ra một chút. Ngươi dám đánh ta? Nữ nhân trang điểm đậm ôm mặt của mình, ánh mắt tràn ngập sự khó tin, lập tức mắng to với đám bảo an, các ngươi đều là người chết à? Đánh chết gà ta cho ta. Đám bảo an kia không khỏi do dự, vội nhìn quản lý của mình. Chú của ta Chu công tử chính là cổ đông khách sạn các ngươi. Các ngươi dám không nghe ta sẽ khiến các ngươi không sống nổi ở Thiên Hải này đâu. Nữ nhân trang điểm đậm nghiến răng nghiến lợi mắng. Quản lý khách sạn do dự một chút, sau đó bước ra đằng trước nói với Lam y nhân, Lam tiểu thư, nếu ta nhớ không lầm, vị tiên sinh này không có đăng ký dưới quầy lễ tân. Ngươi đã vi phạm quy định của khách sạn chúng ta, cho nên bây giờ các ngươi nên rời khỏi chỗ này, cảm ơn đã hợp tác. Lam y nhân cũng chẳng muốn ở khách sạn này nữa. Nàng nói với Hạ Thiên, ông xã, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Khách sạn này một chút thú vị cũng không có. Ta lại cảm thấy có chút thú vị,
tối nay chúng ta cứ ở lại đây. Hạ Thiên trả lời. Ông xã, chàng thích ở đây sao? Lam Y Nhân không khỏi nghi hoặc hỏi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta lười chuyển sang chỗ khác. Cũng được, Lam Y Nhân đương nhiên sẽ không làm trái quyết định của Hạ Thiên. Nàng quay sang nói với vị quản lý kia, chuyện của nàng ta chẳng liên quan đến ta, chỉ cần ngươi bảo bọn họ lập tức rời khỏi nơi này, ta có thể chuyện cũ bỏ qua. Quản lý khách sạn sửng sốt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ngươi đừng cho rằng ta đang nói đùa. Lam Y Nhân thản nhiên nói, ngươi hẳn biết thân phận của ta. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ danh dự khách sạn các ngươi sẽ rớt xuống ngàn trượng. Ngươi cảm thấy ông chủ của các ngươi có cảm kích ngươi hay không? Nữ nhân trang điểm đậm nổi trận lôi đình, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đây là khách sạn của chú ta, Chu công tử, ngươi có thể ở đây hay không do ta quyết định. À, ta quay sang nói với quản lý khách sạn, ta bảo ngươi đuổi bọn họ ra, ngươi điếc à, hay là để ta đích thân gọi điện thoại cho chú của ta? Chung quy lực uy hiếp của Chu công tử vẫn lớn hơn một chút. Quản lý khách sạn một lần nữa nói với Lam Y Nhân và Hạ Thiên, mời hai vị lập tức rời khỏi khách sạn. Bằng không, đừng trách ta không khách sáo. Ngươi định không khách sáo như thế nào? Hạ Thiên cười hỏi. Quản lý khách sạn sầm mặt lại, trong lòng vô cùng khó chịu. Hai nữ nhân kia bức ta còn chưa đủ, một tiểu bạch kiểm như ngươi không biết từ nơi nào xuất hiện lại dám nói chuyện với ta như thế. Ngươi coi ta là con mèo bệnh sao? Các ngươi tiến lên bắt hắn ném ra ngoài cho ta. Quản lý khách sạn ra lệnh cho bảo an. Đám bảo an liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn tiến lên nắm lấy tay chân Hạ Thiên. Trong lúc đang định nhấc lên, bọn họ phát hiện nhấc không được. Các ngươi làm cái gì vậy? Chưa ăn cơm à? Quản lý khách sạn tưởng đám người kia đang giả bộ với hắn ta, giận dữ quát, ta bảo các ngươi ném hắn ra ngoài. Lý quản lý, không phải chúng ta không ném mà là không nhấc hắn lên được. Một bảo an trong đó mặt đỏ lên, dùng hết khí lực bú sữa mẹ nhưng vẫn không thể di chuyển được Hạ Thiên một tơ một hào nào. Quản lý khách sạn bật cười, thân hình này của hắn nặng bao nhiêu ký chứ? Cân hết cỡ cũng chỉ 100 cân, con mẹ nó các ngươi nhấc không nổi. Các ngươi đều ăn cứt hết à? Hạ Thiên thuận miệng nói, ngớ ngẩn chính là ngớ ngẩn, ăn cái gì cũng vô dụng thôi. Đám bảo an kia cảm thấy bị sỉ nhục, nghiến chặt răng suốt hết 12 phần khí lực, mạch máu căng lên, cảm giác như một giây nữa sẽ nổ tung nhưng vẫn không hề có tác dụng. Đúng là phế vật, không nhấc nổi, vậy thì đánh chết hắn cho ta. Nữ nhân trang điểm đậm cũng cảm thấy đám bảo an kia đang cố ý diễn cho mọi người xem, đánh không chết hắn, ta cho người đánh chết các ngươi. Hạ Thiên cảm thấy không thú vị gì cả, một người một cước đạp bay hết toàn bộ ra ngoài. Ngươi không được làm loạn, ta báo cảnh sát đấy. Quản lý khách sạn giật mình, liên tiếp lui về phía sau, chỉ vào Hạ Thiên mà quát. Nữ nhân trang điểm đậm thấy Hạ Thiên lợi hại như thế, cũng có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh nổi nóng trở lại, được, ngươi giả heo ăn thịt hổ trước mặt lão nương đúng không? Cho dù ngươi có thể đánh, hôm nay ta cũng phải giết chết ngươi. Kẻ quái gì kia, ngươi phiền quá đi. Hạ Thiên có chút khó chịu lườm nữ nhân trang điểm đậm, biến ra ngoài cho ta, đừng quấy rầy ta và vợ tiểu y y đi ngủ. Lam Y Nhân cũng cười nói, còn chưa gây loạn đủ sao. Tính tình ông xã ta không được tốt, ta khuyên ngươi tốt nhất có chừng có mực. Nếu không, ngươi sẽ bị đánh thật đấy. Đến đi, đánh ta đi, có gan thì đánh ta tiếp đi. Nữ nhân trang điểm đậm khóc lóc om sòm ngay tại chỗ. Bây giờ nàng ta muốn làm lớn chuyện. Gây đến không thể vãn hồi, tiện nhân ngươi chẳng những dụ dỗ chồng của ta, còn bao nuôi tiểu bạch kiểm. Bây giờ ngươi còn dám đánh ta, có gan ngươi đánh chết ta đi. Hạ Thiên nhếch miệng, đá thẳng một cước, vậy để ta thỏa mãn ngươi. Bành! Nữ nhân trang điểm đậm giống như quả bóng ra bay ra ngoài cửa, đụng vỡ vách tường đối diện. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng đã lưu lực, đối với loại người này không cần thiết phải giết chết. Chỉ thấy bên trong vách tường đối diện vang lên tiếng kinh hoàng của một đôi nam nữ. Chuyện gì xảy ra thế? Không bao lâu sau, chỉ thấy một nam nhân trung niên mặc áo choàng tắm nhấc chân bước qua nữ nhân trang điểm đậm nằm trên mặt đất, bước qua lỗ thủng, liếc mắt nhìn thấy quản lý khách sạn. Ngươi là quản lý khách sạn sao? Các ngươi đang làm gì vậy, trang trí à? Các ngươi có muốn cho người ta nghỉ ngơi hay không? Làm loạn từ nãy đến giờ. Đây là khách sạn 7 sao của các ngươi à?
chẳng khác nào chợ bán thức ăn bên ngoài. Vị tiên sinh này, thật ngại quá, chuyện là như thế này, quản lý khách sạn đang định giải thích, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại rất mạnh mẽ lao đến, cho quản lý khách sạn một bạt tai. Nữ nhân kia hung tợn mắt, vừa rồi làm ta sợ muốn chết đấy, có biết hay không? Khách sạn này của các ngươi là gì thế? Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Quản lý khách sạn liều mạng xin lỗi. Còn nữa, con lợn chết này là chuyện gì xảy ra? Nữ nhân mạnh mẽ đá nữ nhân trang điểm đậm nằm trên mặt đất một cái, bất mãn nói, ta đang làm việc với chồng của ta, vất vả lắm mới hứng được, nhưng lại bị các ngươi phá hết. Ngươi nói phải bồi thường cho chúng ta như thế nào? Lúc này, nữ nhân trang điểm đậm mới tỉnh lại, phát hiện có người đá nàng ta, lại càng nộ khí đan xen. Ta mặc kệ chuyện của các ngươi là gì, bây giờ các ngươi khiêng người đi chỗ khác cho ta. Nam nhân trung niên hùng hổ nói vài câu, lại chỉ vào nữ nhân trang điểm đậm, còn có vật này, a, vợ, tại sao ngươi lại ở đây? Nữ nhân trang điểm đậm ngẩng đầu một cái, trợn tròn mắt, ông xã. Nữ nhân mạnh mẽ sửng sốt một chút, cái người quái dị này là vợ của ngươi. Ngươi mắng ai là quái dị? Tiện nhân ngươi dám dụ dỗ chồng của ta. Nữ nhân trang điểm đậm lập tức kéo tóc của đối phương hiển nhiên cũng không chịu thua, lập tức đánh trả lại. Hai nữ nhân quần nhau trước mặt mọi người, nắm tóc kéo quần áo, vô cùng khó coi. Các ngươi đừng đánh nữa. Nam nhân trung niên gấp lên, không biết làm sao mà khuyên can. Quản lý khách sạn cũng nhức đầu không thôi. Tình huống này hoàn toàn không cách nào thu chàng. Đứng thất thần ra đó làm gì? Mau tách bọn họ ra. Nam nhân trung niên giống lên với quản lý khách sạn. Nữ nhân trung niên cũng quát, các ngươi dám động đến ta, chú của ta là Chu công tử đấy. Các ngươi mau đánh chết nữ nhân điên, tiện nhân bại hoại kia cho ta. Nếu không, các ngươi ai cũng đừng hòng sống. Nữ nhân kia cũng hét lên, các ngươi dám động đến ta. Cứu cứu của ta chính là người của Nam cung gia đấy. Cả hai người đều không thể trêu vào. Quản lý khách sạn trợn tròn mắt. Hạ Thiên lắc đầu, nói với Lam Y Nhân, vợ tiểu Y Y, nàng nói đúng, cái khách sạn rách nát này chẳng có gì thú vị cả. Vậy chúng ta đổi sang khách sạn khác đi. Lam Y Nhân cười nói, để ta gọi tiểu Chu đặt cho chúng ta một khách sạn khác. Thật ngại quá, hai vị còn chưa thể đi. Quản lý khách sạn xông đến ngăn cản Hạ Thiên và Lam Y Nhân rời đi. Lam Y Nhân lạnh lùng nói, vừa nãy ngươi còn ước gì chúng ta rời đi, bây giờ lại muốn giữ chúng ta lại. Ngươi cảm thấy chúng ta dễ khi dễ lắm sao? Lam tiểu thư, chuyện hôm nay bởi vì ngươi mà xảy ra, ngươi nhất định phải ở lại làm chứng. Quản lý khách sạn nghiêm túc nói, nếu chẳng may Chu công tử, còn có Nam cung gia hỏi đến, còn cần ngươi ra. Thật ngại quá, ta không rảnh. Lam Y Nhân trực tiếp ngắt lời, còn nữa, chuyện này chẳng liên quan gì đến ta. Là nữ nhân kia tự tiện xông vào phòng của ta. Ta còn chưa tỉnh sổ với khách sạn các ngươi đã là không tệ lắm rồi. Trong lúc quản lý khách sạn còn chưa biết xử lý như thế nào, cửa thang máy đã mở ra, một nam nhân anh tuấn, khí thế hiên ngang từ bên trong bước ra. Khẩu khí lớn thật, con mẹ nó, là ai dám gây phiền phức trong khách sạn của ta? Tất cả dừng lại cho ta, không nghe thấy sao? Nam nhân trẻ tuổi vừa đến đã lặng lẽ nhìn xung quanh, khí thế của hắn ta quả thật khá mạnh. Ngay cả hai nữ nhân đang đánh nhau cũng phải ngừng lại. À, em trai, ngươi đến rồi à? Ngươi nhất định phải giúp ta. Nữ nhân trang điểm đậm nhìn rõ mặt người đến, lập tức hưng phấn hẳn lên, không để ý đến tóc tai bù xù của mình, à ta, bọn họ đều khi dễ ta. Ngươi là ai, bà thím này? Nam nhân trẻ tuổi ghét bỏ nhìn nữ nhân trang điểm đậm, một quyền đập nàng ta ngã xuống đất, ngươi gọi ai là em trai thế? Đám hộ vệ áo đen đi theo sau lưng nam nhân trẻ tuổi xông về phía nữ nhân trang điểm đậm, nhấc nàng ta lên. Là ta, là ta. Nữ nhân trang điểm đậm chịu một quyền, máu mũi trào ra, vội vàng hô lên, ta là Phan Lan Lan, cha của ngươi là chú của ta, chú họ. Ngươi không phải em trai ta thì là gì? Hôm trước chúng ta còn ăn cơm ở quán Chu Công, ngươi không nhớ à? Có chút ấn tượng, nam nhân trẻ tuổi gật đầu. Thái độ khá hơn một chút, được rồi, người đứng sang một bên cho ta. Nữ nhân trang điểm đậm không dám nói tiếp, lặng lẽ thối lui về phía nam nhân trẻ tuổi. Người cũng lui sang một bên đi.
Nam nhân trẻ tuổi lại liếc nhìn nữ nhân mạnh mẽ quần áo không chỉnh tề kia. Nữ nhân này ngược lại nhu thuận, không hề nói gì, trực tiếp thối lui sang một bên. Nữ nhân trang điểm đậm nhất thời nhìn không được, mở miệng phàn nàn, hai, ả ta dụ dỗ chồng của ta, tại sao ngươi lại buông tha cho ả ta, a? À. Bịch, nam nhân trẻ tuổi quay người đá một cái, đá bay nữ nhân trang điểm đậm ra ngoài, câm miệng. Ta có bảo ngươi lên tiếng không? Còn nữa, đừng có lôi kéo làm quen bậy bạ, gọi ta là Chu thiếu gia hoặc Chu tiểu công tử. Lực sinh mệnh của nữ nhân trang điểm đậm vẫn còn rất cứng, bị như vậy mà không có ngất, cố nén cơn đau kêu một tiếng, Chu tiểu công tử. Lúc này, Chu tiểu công tử lạnh lùng nhìn nam nhân trung niên, ngươi chính là người đã làm loạn ở khách sạn của ta. A, không, không phải, tại sao là ta được chứ? Nam nhân trung niên giật mình, vội vàng chỉ vào Phan Lan Lan, ta là Dương Chân Sảng, nàng ta là vợ của ta. Nói đến, chúng ta cũng là người trong nhà, ta sao có thể làm loạn ở đây được chứ? Vậy ngươi và nữ nhân kia là như thế nào? Chu thiếu gia chỉ vào nữ nhân mạnh mẽ, nói. Nam nhân trung niên do dự một chút, quyết định nói thật, ta chỉ chơi đùa một chút mà thôi. Bành! Chu công tử không chút dấu hiệu đá ra một cước, đá nát răng trong miệng nam nhân trung niên, sau đó đá thật mạnh vào mặt của ông ta, bổn thiếu gia ghét nhất chính là nam nhân vượt quá giới hạn. Ta không dám nữa. Miệng nam nhân trung niên chảy máu, cố gắng cầu xin tha thứ, nể tình hôm trước chúng ta còn cùng nhau ăn một bữa cơm, ngươi tha cho ta một con đường sống đi. Cút, Chu tiểu công tử khinh thường, nhấc chân đá văng người này, lập tức biến mất trước mặt ta. Nếu không, ta sẽ đánh chết ngươi ném vào hồ cho cá ăn. Vâng, 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 ta lập tức biến ngay. Nam nhân trung niên không chú ý vết thương đau nhức, đứng lên vọt vào trong thang máy. Phan Lan Lan vội chạy theo chồng mình, ông xã, chờ ta với. Nữ nhân mạnh mẽ cũng vội đuổi theo, nhưng lại bị đá ra khỏi thang máy, chỉ có thể chạy xuống cầu thang đi bộ. Chỉ còn hai người các ngươi. Lúc này, Chu tiểu công tử mới ung dung nhìn Hạ Thiên và Lam Y Nhân, chính các ngươi là người muốn gây sự ở khách sạn chúng ta. Lam Y Nhân giống như đang nhìn trò hay, ta chẳng rảnh để mà gây sự, cũng chán ghét phiền phức. Trải qua chuyện gì, vị quản lý này của các ngươi biết rõ nhất. Ta cũng lười giải thích nhiều. Không, ngươi cần phải giải thích, nhất định phải giải thích. Chu tiểu công tử nheo mắt, dùng ánh mắt nhìn Lam Y Nhân giống như nhìn đồ chơi đánh giá nàng, hiện tại, bổn thiếu gia muốn nghe ngươi giải thích. Hạ Thiên có chút khó chịu nói, thằng ngu ngươi muốn ăn đòn đúng không? Ha ha, dám gọi ta là thằng ngu, ngươi đúng là có gan. Chu tiểu công tử cười lạnh, chào phúng nhìn Hạ Thiên, tuy nhiên, hôm nay tâm trạng của bổn thiếu gia tốt, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu, ta sẽ có lý do tha cho ngươi một mạng. Hạ Thiên lười biếng nói, nhưng tâm trạng của ta bây giờ không được tốt. Nếu không, ngươi chết đi, để ta có được một lý do vui vẻ. Ha 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 ha, Chu công tử nghe Hạ Thiên nói xong, không khỏi cười rộ lên, thú vị thật. Ngươi nói rất thú vị. Đáng tiếc, tên ngốc ngươi một chút thú vị cũng không có. Hạ Thiên nhếch miệng, vợ tiểu y y, các ngươi chuyển sang nơi khác đi. Nơi này quá nhàm chán. Chu công tử lập tức thu lại tiếng cười, vung vẩy quả bóng gôn trong tay, lạnh lùng nói, ta không nói các ngươi có thể đi. Chúng ta muốn đi đâu thì đi, không cần ngươi cho phép. Lam Y Nhân thản nhiên nói một câu. Xem ra, các ngươi không biết chút gì về tình cảnh của mình. Chu tiểu công tử cười lạnh, đáy mắt hiện lên sự tàn nhẫn, từ nơi khác tới à. Các ngươi không biết cha ta là ai, hay là không biết rõ tính tình của bổn thiếu gia? Hạ Thiên khinh thường nói, cha ngươi là ai thì liên quan gì đến ta? Dù sao cũng không phải cha ta. Tính tình của ngươi tốt nhất nên khiêm tốn lại một chút, nếu không, tự ngươi sẽ gây họa cho ngươi đấy. Lam Y Nhân thấy Hạ Thiên đã hơi nóng lên, nhịn không được liền khuyên Chu công tử một câu, đây là lời khuyên, ngươi tuyệt đối đừng tự cho mình là đúng. Ha ha ha, ngươi dám dạy bổn thiếu gia à? Chu công tử vung quả bóng gôn trong tay lên, cười lạnh, nơi này là thành phố Thiên Hải, là địa bàn của cha ta. Mặc kệ các ngươi ở đâu ra, là rồng hay là hổ, các ngươi dám lên mặt, ta trực tiếp phế hết cả nhà các ngươi. Lam Y Nhân lắc đầu, thở dài nói, xem ra ngươi vẫn chưa biết rõ người ngươi trêu chọc là ai. Không cần nhiều lời, ta biết ngươi.
Chu tiểu công tử chỉ vào Lam Y Nhân, cười ha hả, đệ nhất mỹ nữ Quế Thành Lam Y Nhân, hiện tại đang là trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Thần Y Giang Hải, danh xưng một trong hai đại mỹ nhân tuyệt thế của tập đoàn Thần Y. Người còn lại chính là Tô Bối Bối. Đáng tiếc, ta lại không có cơ hội làm quen. Lam Y Nhân cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù nàng không phải minh tinh thần tượng gì nhưng trước kia cũng không ít lần được báo chí đưa tin. Sau khi đến Giang Hải, nàng thường xuyên xuất đầu lộ diện. Người như Chu tiểu công tử nhận ra nàng cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, cái không bình thường là thái độ và động cơ của hắn ta. Hắn ta đã biết thân phận của nàng, còn dám hành sự như vậy, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Vậy ngươi đoán xem hắn là ai? Lam Y Nhân mỉm cười ôm lấy Hạ Thiên, nói với Chu tiểu công tử. Chu tiểu công tử cười lạnh, nhìn bộ dạng của hắn ta, đơn giản chính là tiểu bạch kiểm mà ngươi bao nuôi. Chỉ là ánh mắt của ngươi quá kém, xấu như vậy mà cũng chọn. Ha ha ha, ông xã, hắn ta nói chàng là tiểu bạch kiểm kia. Lam Y Nhân không kềm được, cười rộ lên. Hạ Thiên nhếch miệng, bất mãn nói, ngươi mới xấu đấy, ta là đệ nhất soái ca trong thiên hạ. Thôi đi, bổn thiếu gia không rảnh nhiều chuyện với ngươi đâu. Chu tiểu công tử đã định Hạ Thiên chính là tiểu bạch kiểm do Lam Y Nhân bao nuôi, Lam Y Nhân, ta cũng không nói nhiều nữa. Chỉ cần ngươi đồng ý làm nữ nhân của ta, ta cam đoan chỗ tốt mà ngươi nhận được sẽ nhiều hơn gấp trăm lần so với tập đoàn Thần Y. Lam Y Nhân lắc đầu, bó tay nói, hai, đúng là một đứa bé. Có thể nói ra những lời này, chứng minh hắn không hiểu rõ về tập đoàn Thần Y, cũng không hiểu rõ Hạ Thiên. Bổn thiếu gia biết ngươi lo lắng cái gì? Chu tiểu công tử cười nhạo, khinh thường nói, không phải ngươi lo lắng cho Hạ Thiên chứ? Lão đầu tử đó có gì tốt, có đẹp trai bằng ta không? Có mạnh bằng ta không? Có trẻ bằng ta không? Ha ha ha, Lam Y Nhân một lần nữa không kềm được, ngươi từ đâu biết được Hạ Thiên là lão đầu tử? Hạ Thiên cũng cảm thấy khó chịu, mắng lại, thằng ngu ngươi muốn chết đúng không? Ngươi mắng ai là lão đầu tử? Ta mắng Hạ Thiên, ngươi gấp cái gì? Chu tiểu công tử sửng sốt, lập tức nghĩ đến điều gì đó, kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, ngươi không phải, ngươi chính là Hạ Thiên. Hạ Thiên nghiêm túc nói, đúng, ta là Hạ Thiên, hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong đệ nhất thiên hạ. Không thể nào, ánh mắt Chu tiểu công tử hiện lên sự nghi ngờ, đánh giá Hạ Thiên từ trên xuống dưới, cha của ta nói y thuật của Hạ Thiên tối thiểu cũng có tạo nghệ hơn 60 năm. Cho dù ông ta học y từ nhỏ, ít nhất cũng phải 70 rồi. Làm sao có thể trẻ hơn ta chứ? Vậy điều này nói rõ cha của ngươi chỉ là một tên ngớ ngẩn mà thôi. Hạ Thiên nhếch miệng, bởi vì y thuật của ta tối thiểu có 600 năm tạo nghệ. Xem ra chỉ là khoác lác, đoán chừng cũng chỉ là trùng tên trùng họ. Chu công tử nghe xong, không khỏi thả lỏng, chỉ mặt hàng như ngươi làm sao so sánh với bổn thiếu gia. Lam Y Nhân, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngươi có làm nữ nhân của ta hay không? Đồng ý, về sau ngươi sẽ hưởng vinh hoa phú quý. Không đồng ý, cả nhà ngươi chờ chết đi. Lam Y Nhân thản nhiên nói, tiểu bằng hữu, thật ngại quá, ta có chồng rồi. So với hắn, ngươi thật sự quá bé nhỏ. Mẹ kiếp, ngươi muốn chết đúng không? Chu tiểu công tử lập tức trở mặt, mắng to, tất cả lên hết cho ta, nam thì giết chết, sau đó ném xuống sông. Nữ thì giữ lại, bổn thiếu gia phải từ từ chơi đùa nàng ta cho đến chết mới thôi. Đám hộ vệ áo đen nghe xong, lập tức xông về phía Hạ Thiên. Lam Y Nhân thản nhiên nói, ta vốn muốn chờ đến ngày mai sẽ nói chuyện với Chu công tử. Nếu ngươi đã tìm đến cửa, vậy ta sẽ cho ông ta một cái lễ gặp mặt trước. Đám hộ vệ áo đen còn chưa chạm phải áo của Hạ Thiên, bỗng nhiên đã bay lên một cách khó hiểu, từng người nặng nề ngã xuống đất, miệng mũi phun máu, không thể động đậy. Thì ra cũng có chút bản lãnh, khó trách lại phách lối đến như thế. Chu tiểu công tử cũng không sợ hãi, ngược lại hưng phấn hẳn lên, chỉ tay thẳng vào Lam Y Nhân, bổn thiếu gia thích thuần phục ngựa hoang giống như ngươi. Đến lúc đó mới có thể cưỡi phốc. Lời còn chưa dứt, mặt của hắn ta đã bị Lam Y Nhân đạp lệch sang một bên. Mẹ kiếp, ngươi dám ra tay với ta? Chu tiểu công tử sờ lên mặt của miệng, miệng nhất thời cảm thấy ngọt ngọt, phun ra mấy cái răng gãy, hung tính trong nháy mắt bộc phát, bây giờ bổn thiếu gia sẽ phế bỏ ngươi. Nói xong, chỉ trong nửa giây ngắn ngủi,
người của hắn ta đã vọt đến trước mặt Lam Y Nhân, quả bóng gôn còn dùng tốc độ nhanh hơn vung về phía mặt Lam Y Nhân. Nếu bị đánh trúng, chỉ sợ Lam Y Nhân không chết cũng sẽ bị hủy dung. Sao? Trong lúc quả bóng gôn bay đến trước mặt Lam Y Nhân, Chu Tiểu Công Tử vội ngừng lại, trán rịn mồ hôi lạnh. Chỉ trong nháy mắt vừa rồi, trong đầu của hắn ta bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh, chính là quả bóng gôn đánh trúng mặt mình, sau đó máu trên mặt hắn ta trào ra, răng bay tán loạn. Lam Y Nhân cũng không cho hắn ta thời gian đứng vững, một cước bay qua, trực kích chỗ yếu hại của hắn ta. Cái gì? Thân hình Chu Tiểu Công Tử nhanh chóng lùi lại, sau đó vặn người lao đến, trong chớp mắt đã vọt đến bên phải Lam Y Nhân, quả bóng gôn trong tay lại một lần nữa ném ra ngoài. Kết quả bóng gôn vừa ném ra, trong đầu lại xuất hiện dự cảm bản thân trúng chiêu, khiến hắn ta không thể không một lần nữa biến chiêu. Đáng tiếc lần này, Lam Y Nhân không để mất đi cơ hội tốt, một cước đá thẳng vào bụng hắn ta. A, à, Chu Công Tử kêu lên một tiếng đau đớn, cả người lộn nhào ra đằng sau, hóa giải xu thế bay ngược, một tay chống xuống đất, ngước mắt nhìn Lam Y Nhân, không ổn, người có vấn đề. Lam Y Nhân bất mãn trả lời, người mới là người có vấn đề đấy. Hắn ta xác thực có vấn đề, Hạ Thiên lười biếng nói, hai lần vừa rồi, hắn ta lại dừng lại, cũng xem như có chút bản lãnh. Chu Tiểu Công Tử nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, vừa rồi là ngươi dở trò quỷ sao? Để ta làm thịt ngươi trước. Lần này, Chu Tiểu Công Tử ném quả bóng gôn đi, lấy ra một thanh chủy thủ 5 tấc hình rắn từ bên hông, tốc độ cả người tăng lên mấy lần, hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên đứng đó không nhúc nhích, ngay cả ánh mắt vẫn còn lưu lại nơi mà Chu Tiểu Công Tử đã đứng. Hừ, cũng chẳng có gì hơn. Trong lòng Chu Tiểu Công Tử càng thêm khinh thường. Cảm thấy Hạ Thiên thật sự quá hữu danh vô thực. Tuy nhiên, cũng không quan trọng, dù sao hắn cũng sắp chết rồi. Chỉ là một suy nghĩ chợt lóe lên, khả năng nửa giây cũng chưa tới, con dao găm trong tay Chu Tiểu Công Tử đã gác lên yết hầu Hạ Thiên. Chỉ cần nhẹ nhàng vạch một cái, Hạ Thiên sẽ chết, không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này, hắn ta tin rằng Hạ Thiên sẽ không dở được bất kỳ trò quỷ nào. Bởi vì không có ai có thể theo kịp tốc độ của hắn ta, thậm chí ngay cả 1/10 tốc độ của hắn ta cũng không bằng. Ngươi chẳng qua cũng chỉ bấy nhiêu mà thôi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, phá vỡ phán đoán của Chu Tiểu Công Tử. Chu Tiểu Công Tử cả kinh, lông tơ toàn thân dựng ngược lên, thậm chí không để ý đến trong tay đang dùng sức, nhanh chóng lùi lại 10 mấy mét, lưng dựa vào bức tường, làm sao ngươi có thể theo kịp tốc độ của ta chứ? Tốc độ rùa đen này của ngươi tính là cái gì chứ? Ngay cả thuần nha đầu béo trên 100 cân, khiêng thêm 10 người nữa cũng có thể đuổi kịp. Hạ Thiên hờ hững nói một câu, sau đó một quyền đánh qua, đánh bay Chu Tiểu Công Tử ra ngoài. Lam Y Nhân không nhịn được bật cười, nếu Thạch Thuần biết được chàng nói muội ấy như vậy, nói không chừng sẽ làm loạn với chàng đấy. Chu Tiểu Công Tử xoay người đứng lên, một quyền vừa rồi của Hạ Thiên gần như đánh nát gương mặt của hắn ta. Tuy nhiên, chỉ qua mấy giây ngắn ngủi, rất nhanh nó đã hồi phục lại như cũ. Hắn ta không biết thuần nha đầu là ai, nhưng cũng nghe ra được Hạ Thiên đang giễu cợt hắn ta. Ở thành phố Thiên Hải một mẫu 3 phần đất này, nếu nói cha của hắn là hoàng đế vượt ngang 2 giới, hắn ta thế nào cũng là hoàng thái tử. Hắn ta là con trai út của Chu Công Tử, từ nhỏ đến lớn ai mà không nịnh bợ hắn ta, sủng ái hắn ta. Mặc kệ là danh nhân các giới hay là đại lão giới kinh doanh, có người nào mà không kính hắn ta 3 phần. Từ lúc nào hắn ta phải chịu đựng cơn tức giận như thế? Các ngươi muốn chết, Chu Tiểu Công Tử cảm thấy mình bị làm nhục, sắc mặt xanh xám, sát khí trong mắt đậm đến mức không chịu tan rã. Hôm nay, nếu ta không dìm chết các ngươi xuống sông, ta không phải họ Chu. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi họ gì thì họ, không cần hỏi ta cũng chẳng phải cha ngươi. Muốn chết, Chu Tiểu Công Tử hừ lạnh một tiếng, toàn thân trên dưới tản ra khí tức mỏng nhạt, cả người biến đổi, hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Lam Y Nhân đã nhìn ra được biến hóa của hắn ta, không khỏi nói với Hạ Thiên, ông xã, hắn ta hình như không được ổn. Chẳng lẽ hắn ta có thể chất đặc biệt nào đó? Không có gì là không ổn. Hạ Thiên lắc đầu, hờ hững nói, thật ra, hắn ta chỉ là từ thể chất bình thường tăng lên mà thôi. Hẳn là từ nhỏ đã được cho sử dụng linh dược.
nhưng hiệu quả đó còn kém xa tẩy tủy của ta. Khóe miệng Chu tiểu công tử nhếch lên, lạnh lùng nói, các ngươi cứ việc tự phụ đi. Lát nữa các ngươi sẽ biết được sự lợi hại của bổn thiếu gia. Thật sao? Lam y nhân thoải mái mỉm cười, sau đó nói với Hạ Thiên, tuy nhiên, ông xã, tại sao chúng ta lại phải chờ hắn ta chứ? Chúng ta không thể ra tay giết chết hắn ta trước sao? Có cái gì mà không thể? Hạ Thiên cười một tiếng, ta có thể phế hắn ta bất cứ lúc nào. Lam y nhân lắc đầu nói, được rồi, nên cho hắn ta một cơ hội biểu diễn. Nếu không, hắn ta đoán chừng sẽ bị chọc giận đến thổ huyết. Chu tiểu công tử đích thật bị tức giận đến mức thổ huyết. Ban đầu, thể chất của hắn ta chỉ thuộc loại bình thường, tuy nhiên, sư phụ của hắn ta đã đào được 7 loại linh dược, bắt hắn ta ngâm 5-6 tiếng từ nhỏ, khi đó mới tạo ra được cái gọi là phần linh chi thể. Cái gọi là phần linh chi thể chính là dùng cơ thể của mình làm vật chứa linh khí, sau đó lại nhét linh khí vào trong da thịt, gân cốt của mình, hòa làm một thể. Thể chất này, biểu hiện bình thường chính là bách độc bất xâm, bệnh tật không sinh. Một khi chiến đấu, nó có thể thiêu đốt cơ thể, trong nháy mắt giúp gia tăng thực lực gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Bây giờ ta đã hiểu được vì sao cha ta và sư phụ luôn mưu đồ giết ngươi. Bên ngoài cơ thể Chu tiểu công tử nổi lên linh diễm màu xanh, sát khí bao phủ toàn bộ tầng lầu, hôm nay, nếu đã gặp phải, bổn thiếu gia có trả một cái giá lớn cũng phải làm thịt ngươi. Lam y nhân lắc đầu, vô cùng không hiểu, ngươi hình như không nhận rõ bản thân thì phải. Chẳng lẽ ngươi không biết thực lực của ngươi quá yếu, ngay cả ta mà ngươi còn không đánh lại, ngươi cũng đừng dại dột khiêu chiến ông xã ta. Có muốn chết cũng đừng tự tìm như thế. Bớt nói nhảm đi, chết đi cho bổn thiếu gia. Chu tiểu công tử cảm nhận được linh khí bên trong cơ thể của mình đã bị thiêu đốt đến đỉnh điểm, thực lực cũng tăng lên đến cực hạn, hai chân bắt chéo, cơ thể như lôi điện chợt lóe lên. Không khí có chút không chịu nổi luồng sức mạnh khổng lồ này, bắt đầu nổ đôm đốp. Khách bên trong khách sạn còn tưởng rằng có động đất, không khỏi thất kinh. Ngươi thua rồi, Chu tiểu công tử ngạo nghễ xuất hiện sau lưng Hạ Thiên, bên ngoài cơ thể còn có ngọn lửa màu xanh chớp động. Hạ Thiên nhếch miệng, ngớ ngẩn. Làm sao chúng ta có thể thua được? Lam y nhân cảm nhận được một chút, phát hiện dị dạng gì cũng không có. Ta biết các ngươi sẽ không tin. Chu tiểu công tử mỉm cười tự tin, hơi giơ cánh tay lên. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của hắn ta có một luồng khí diễm, nhìn qua giống như có sinh mệnh. Luồng khí diễm này chính là sinh cơ của các ngươi, bây giờ đã bị ta nắm trong tay. Chu tiểu công tử không khỏi đắc ý mỉm cười, chỉ cần ta bóp nhẹ một cái, lục phủ ngũ tạng của các ngươi sẽ nổ tung. Hạ Thiên mỉm cười nhìn Chu tiểu công tử, thế tại sao ngươi lại không bóp đi? Chẳng lẽ ngươi không tin đó chính là sinh cơ của ngươi sao? Lam y nhân biết thủ đoạn của Hạ Thiên, hiển nhiên cũng đoán được kết quả. Chu tiểu công tử lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi còn muốn lừa ta, ngươi thật sự không sợ chết. Không phải không sợ chết mà là chúng ta sẽ không chết. Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn, ngươi bóp hay không bóp thì tùy ngươi, ta và vợ tiểu y y phải tìm nơi khác ngủ, không hứng thú chơi với ngươi nữa. Chu tiểu công tử nghe Hạ Thiên nói xong, không khỏi lộ vẻ do dự. Chẳng lẽ hắn ta đã trúng chiêu? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Một chiêu này, hắn ta đã tu luyện hơn 20 năm, đến giờ chưa thất bại qua. Cho dù là sư phụ của hắn cũng đã từng chính miệng thừa nhận qua, trên đời này không có ai ngăn được một kích lôi đình này của hắn ta. Hạ Thiên hoàn toàn không thèm để ý đến Chu tiểu công tử, ôm Lam y nhân chậm rãi bước đến cửa sổ. Các ngươi không được đi, các ngươi đứng lại cho ta. Việc này chưa xong đâu, Chu tiểu công tử do dự mấy giây, cuối cùng vẫn không dám bóp luồng khí diễm đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên và Lam y nhân rời đi, sau đó ngã xuống đất, không rõ sống chết. Ông xã, bây giờ chúng ta đi đâu? Rời khỏi khách sạn Vân Đoan, Lam y nhân ôm Hạ Thiên, hai người chẳng có mục đích đi trên đường. Hạ Thiên cũng không quá quen thuộc với thành phố Thiên Hải, thuận miệng nói, không sao, tìm một căn phòng lớn nhất. Đẹp nhất để ở là được. Tùy tiện tìm à, Lam y nhân tự nhận mình đã hiểu tính tình của Hạ Thiên, nhưng vẫn không nghĩ đến hắn lại trả lời như thế, hay là để ta đặt trước một khách sạn khác. Cũng được, Hạ Thiên đích thật không có yêu cầu quá cao đối với chỗ ở. Lam y nhân đang định gọi điện thoại,
bỗng nhiên có một đại tỷ vẫn còn phong vận chủ động đến bắt chuyện, hai vị là du khách từ nơi khác tới. Cứ xem là thế đi, Lam Y Nhân sửng sốt, thuận miệng ứng phó, ngươi có chuyện gì không? Có phải hai người đang tìm chỗ ở? Đại tỷ phong vận mỉm cười, sau đó nói, đừng gọi điện thoại nữa. Bây giờ sắp đến Trung Thu rồi, các khách sạn ở thành phố Thiên Hải đều đã được thuê gần hết. Phòng được đặt trước còn dài đến 7 ngày sau đó. Các người gọi điện thoại đặt trước cũng không có đâu. Lam Y Nhân chỉ mỉm cười. Lời này vừa đúng nhưng cũng không đúng. Người bình thường đúng là không đặt được, nhưng loại khách như nàng và Hạ Thiên, bất kỳ khách sạn nào cũng không từ chối. À, các ngươi đừng có mà không tin. Đại tỷ phong vẫn thấy Lam Y Nhân vẫn còn gọi điện thoại, hơi gấp lên, vội vàng nói, ta biết có một nơi, chẳng những phong cảnh tốt, sân bãi rộng rãi mà còn có rất nhiều soái ca, mỹ nữ, đặc biệt thích hợp với những người trẻ tuổi như các người. Hạ Thiên nghe xong, có chút hứng thú, mỹ nữ rất nhiều sao? Đặc biệt nhiều, đại tỷ phong vẫn thấy mắt Hạ Thiên sáng rực lên, mắt của nàng ta cũng sáng lên, hơn nữa còn là tuyệt thế đại mỹ nữ. Soái ca cũng đẹp trai đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Soái ca thì không cần, có ta là đủ rồi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, cũng đừng nói nhiều nữa, dẫn chúng ta đến đó xem qua một chút đi. Nếu không có mỹ nữ tuyệt thế, ta sẽ đánh ngươi một trận. Cái này, đại tỷ phong vận không nghĩ đến Hạ Thiên sẽ nói như vậy, nhất thời ngẩn ra, đành phải cười gượng, ta cam đoan sẽ có, nhưng giá tiền sẽ hơi đắt. Lam Y Nhân thấy Hạ Thiên hứng thú. Đành phải đi cùng hắn, tiền thì không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đừng dở trò là được. Làm gì có, đại tỷ phong vẫn cười khẽ, các người ở đây đợi nhé, để ta lái xe đến. Nói xong, nàng ta liền chạy đi. Lam Y Nhân nói với Hạ Thiên, nữ nhân này có vấn đề. Hạ Thiên hờ hững nói, nàng ta có vấn đề hay không không quy na trọng, chỉ cần mỹ nữ tuyệt thế mà nàng ta nói không có vấn đề là được. Lam Y Nhân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 175.